Chào cả nhà nha. Ai vào like rồi mấy chị chấm like thả tim cho em nha. Vào like chấm like thả tim lên giùm em nha mấy chị ơi. Rồi em like tiếp cho chị bộ bà ba màu cách tân thiêu hoa viền like ha. Chị nào hồi trưa mình chưa xem được mẫu này giờ xem lại giùm em nha. Rồi em chào chị Nguyễn Thông, chào chị Giang Nguyễn Thì. Rồi xem like chấm like lên giùm em nha mấy chị. Lên mẫu em mặc trước ha. Xin like chấm like giùm em đi cả nhà ơi. Rồi em chào chị Thu Đỗ, xanh đang mặc số 5 cho chị Thu Đỗ. Ok chị, chấm like giùm em nha. Cả nhà đợi em tí em chia sẻ like đó nha. Mấy chị cũng chia sẻ like cho em đi. Chấm like cho em một cái mấy chị ơi. Chờ em một xíu em chia sẻ cái like để nha. Rồi chào tất cả các chị. Chào chị Maria Tiết, em chào chị Vi Nguyễn nha, em chào chị Rio. Ủa số tài khoản em có nhắn cho chị bữa trước một lần rồi chị vô tin nhắn, chị là chị đọc được đó chị Rio. Số tài khoản em có gửi hình qua chị một lần rồi đó, chị coi trên cái hình là đúng mà. Tin nhắn á. Đó, em gửi lại rồi chị vô chị coi mẹ em đi. Rồi xanh đang mặc số 5 em chốt cho chị của phan em coi còn không nữa nha. Cho chị Thu Đỗ ok chị. Em chào chị Nguyễn Thông, chào chị Trịnh Liên nha. Rồi bộ em mặc chị nào chốt. Lỗi gì chị, chắc nhiều khi do hệ thống nó lỗi á. Chị bấm lại thử coi được chưa nha, chứ bữa trước chị chuyển rồi mà. Rồi bộ em mặc là 165.000 một bộ, màu em đang mặc là màu xanh riêu. Màu em đang mặc là màu xanh riêu mấy chị ơi, xanh riêu đang mặc em còn size cho mình là 12456. Xanh riêu đang mặc em còn size 12456, 165.000 một bộ. Mấy chị mua một bộ thì ship 25, mua hai bộ miễn ship nha. Rồi chị nào thích cái màu em mặc mấy chị lên giùm em là mã xanh riêu mấy chị nha. Xanh riêu kèm size giùm em. Xanh riêu 5 em chốt cho chị Thu Đỗ, lên cho em màu xanh riêu. Màu em mặc nâu tây là không còn một bộ nào luôn chị. Nâu tây hết luôn rồi chị Dầu Ngọc. Nâu tây có nhưng mà hồi trưa em like hết luôn chị đẹp. Bộ em mặc 165. Đang gửi đó chị Quốc Kiệt ơi, chờ giùm em nha. Bộ xanh đang mặc 65 kg.
Xanh 4 cho chị Nguyễn Liễu. Xanh 4 em chốt cho chị Nguyễn Liễu. Rồi lên giùm em màu xanh riêu mấy chị. Xanh riêu kèm size. Xanh riêu kèm size giùm em, ok chị Rio nha. Xanh riêu kèm size đi cả nhà ơi. 165 một bộ. Có xanh ngọc luôn nha chị Thùy Linh. Rồi chị nào chốt xanh riêu lên xanh riêu giùm em nha. Mẫu em đang mặc là đợt này có cho mình từ size 1 tới size 6. Size 1 tới size 6 mấy chị. Nâu tây đẹp quá mà mua không kịp, đúng rồi. Bộ nâu tây nè. Nhưng mà hết luôn rồi, còn bộ số 1 à. Bộ số 1 thì em để mặc. Đây cái màu này là màu nâu tây nè, mà hết rồi chị. Đẹp lắm, màu nâu tây đẹp. Rồi, lên đây xanh ngọc đây chị ơi. Chị nào chốt xanh ngọc lên mã xanh ngọc giùm em nha. Xanh ngọc em còn đủ size cho mấy chị từ 1 tới 6. Đùi em còn đùi thun hả chị Nguyễn Liễu? Đùi thun là em bán 39 ngàn một bộ. Nhưng mà chị nào có đơn đồ bà ba trên cái line này thì em sẽ chi ăn cho mình 4 bộ 100 nha. Là đùi thun á, em có size còn size số 3, size số 4 thôi. Xanh này lên cho em mã xanh ngọc. Xanh ngọc cho em nha. 74kg cao nhiêu chị Cẩm Phạm ơi, lên cho em cái chiều cao. Thùy Linh ơi, lên lại cho em chiều cao cân nặng em coi thử là chị bao nhiêu cơ, chị mặc size 2 được không. Rồi xanh ngọc cả nhà. Bộ em đang like là 165. 165 ship 25 hai bộ miễn ship. Thả tim cho em đi. Rồi Cẩm Phạm mặc được cho em size số 6 nha chị. Chị Dung mặc cho em size số 3 nha. Hồng Linh. Hết nâu tay rồi chị Hồng Linh ơi. Hết nâu tay rồi chị. Rồi chị nào chốt bộ này lên nhà em mã xanh ngọc. Thun co giãn chị ơi, thun co giãn. Rồi lên giùm em màu xám. Màu xám em còn size 1, size 3. Xám em còn 1 với 3, chốt xám lên xám giùm em nha. 53kg mít 6 mặc được size số 2 bộ này chị Thùy Linh. Bộ này chị mặc cho em size 2 là ok rồi chị. Rồi lên giùm em màu xám đi mấy chị. Xám kèm size cho em nha. Xám em còn size 1 với size 3. Rồi bộ xám em còn 1 với 3. Xám size 1, size 3 giùm em mã xám. Màu vàng đồng là màu này chị ơi, đẹp lắm luôn. Rồi chị nào chốt màu vàng đồng lên màu vàng đồng giùm em. Size 2 xanh ngọc cho chị Thùy Linh. Lên ra màu vàng đồng nè. Mỹ Trương ơi, số 6 là 70-75kg nha chị. Tùy cái chiều cao luôn nha. Rồi chốt lên cho em là màu đang mặc xanh riêu chị, đang mặc xanh riêu. Chị Thu Đỗ lên chiều cao cân nặng đi, em báo size cho chị. Mấy chị muốn hỏi size thì mình đừng hỏi em là size này bao nhiêu ký vừa, size kia bao nhiêu ký vừa. Mà lên giùm em cái chiều cao cân nặng mình muốn mua thì em tư vấn size cho nha. Rồi em lên cho mình màu vàng đồng. Bộ em mặc chốt xanh riêu mấy chị. Dồn đơn hồi nào vậy chị Thùy Linh? Dồn đơn hồi nào chị? Để em biết nha. Chứ dồn đơn mà là đơn đã chốt rồi là không có dồn được á. Đơn chốt rồi là đi rồi á. Đơn nào mà chưa chốt mới dồn được. Ví dụ như hồi trưa chị có đơn thì mới dồn được nha. Rồi lên giùm em. Màu nào em đọc có số 6 thì mình chốt nha chị Cẩm Phạm. Chưa chốt thì mới dồn được nha chị. Rồi lên giùm em màu vàng đồng đi cả nhà. Chốt vàng đồng lên vàng đồng cho em. Size 1, 2, 3, 4, 5, 6 lên cho em màu vàng đồng. Màu đen hết luôn rồi chị. Màu đen với màu nâu tây là hết. Đùi lụa em hết rồi chị Nguyễn Liễu. Đùi lụa em hết rồi chị. Rồi lên giùm em màu này là màu 65kg 1m55. Nếu mà chị không có bụng nhiều chị mặc số 4 thì ôm nha. Số 5 thì thoải mái hơn. Nói chung cái form của chị size 4 hay size 5 gì cũng được hết á. Thích ôm thì lấy size 4 mà thích thoải mái thì lấy size số 5. Rồi lên cho em màu vàng đồng đi mấy chị. Mà nâu tay hết mình lấy qua cái màu này cũng được nè cả nhà. Rồi lên vàng đồng giùm em nha. Vàng đồng kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vàng đồng 1, 2, 3, 4, 5, 6 giùm em. Xanh riêu. Xanh riêu em hết số 3 rồi nha chị Dung ơi. Chị Dung mặc số 3 nhưng mà em hết xanh riêu 3 rồi. Vàng đồng 4 em chốt cho chị Nguyễn Liễu. Vàng đồng giùm em đi mấy chị. Màu vàng đồng quá trời đẹp luôn. Hồng năm em lấy cho chị cái tông màu hồng ruốc mà cái tông ruốc tươi á chị, được không chị Thu Đỗ? Rồi vàng đồng giùm em mấy chị nha. Vàng đồng kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6.
vàng đồng 1, 2, 3, 4, 5, 6 vậy em. Em lấy chị bộ hồng mà em có đăng video á, là bộ này nè, chị Thu Đỗ có ok thì bấm ok em lấy cho nha. Hồng này là gì em, mã hồng ruốc mà tông ruốc này, tông ruốc sáng á mấy chị. Cho hai cái vi rộng 6. Là sao chị Châu Thị Lê? Là sao chị? Chị Châu Thị Lê ơi, là họ chị sao em không hiểu. Rồi bộ hồng ruốc giùm em nha, hồng ruốc kèm size. Hồng ruốc kèm size giùm em. Xanh biển 5 cho chị Thu Đỗ, hồng ruốc 5 cho chị Thu Đỗ. Chị Thu Hà Võ ơi, chị đặt cái gì rồi? Hôm rút lại cuối cùng là chị đặt nó không có chính xác cái mẫu nào hết. Em hỏi chị là chị đặt dặn em là 4 bộ size số 2, hàng sale 55.000 đúng không? Đúng thì chị bấm đúng giùm em một cái đi, rồi em cho nhân viên gọi chốt đơn cho chị nha. Chứ em thấy chị đặt tùm lum hết mà không có chốt lại được cái gì hết á. Rồi chị Thu Đỗ, một xanh biển 5, một hồng 5 cho chị Thu Đỗ. À, không phải xanh biển nha chị, xanh đó em kêu là xanh dương chị nha. Bộ này là xanh dương chứ không phải xanh biển nha. Xanh dương, mẫu này em không có kêu xanh biển. Rồi cho chị Thu Đỗ, hồng 5. Bộ em mặc là màu vàng đồng đó mấy chị. Bốn bộ đùi thun size 4 cho chị Nguyễn Liễu. Hồng không có hồng sen chị ơi, có hồng ruốc thôi, không có hồng sen nha. Bốn đùi thun cho chị Nguyễn Liễu, vàng đồng 60kg, cao bao nhiêu chị Hoàng Anh Liên, cho em thêm cái chiều cao kèm số alo lên giùm em luôn nha. Cho em thêm cái chiều cao kèm số alo. Mẫu em đang like là 165. Chị Trang Nguyễn ơi, áo dài quá là sao chị? Em không có bao dài ngắn nha mọi người. Chị Thu Hà Võ, chị Thu Hà Võ là phải cọc giùm em nha. Bộ em mặc size số 2 cho chị Thu Hà Võ. Thu Hà Võ phải cọc giùm em nha chị. Thu Hà Võ lên số alo lại giùm em đi. Hôm qua chị cho cái số bị sai rồi chị ơi, chị cho tới 11 số luôn. Thu Hà Võ lên số alo lại giùm em ha. Hôm qua cho tới 11 số luôn chị. Không chị Trung Trần Văn ơi, mẫu này là em lên nguyên bộ. Xanh dương 5 cho chị Thi Thi. Dương 5 em chốt chị Thi Thi. Bộ mặt lên em vàng đồng. Chị Châu Thị Lê, cái nào rộng thì nhấn bên lại giùm em nha chị ơi. Rộng nhấn bên lại nha chị. Hồng ruốc số 1 có nha chị Thu Hà, chốt cho em hồng ruốc size 1. Chị Hoàng Anh Liên, vàng đồng 60kg, cao bao nhiêu lên nhờ em chiều cao kèm số alo lên mới chốt đơn được nha. Rồi chị Thu Hà Võ là 4 bộ sale 55.000. Rồi lấy thêm bộ vàng đồng đi nâng mặt tay thứ 5 cho chị Thu Hà Võ. Chấm like giùm em. Áo là 3 vàng ngoài sao là 100.000 một áo chị. 4 bộ 165kg, cao như chị bỏ tiếp. Bộ đó em chỉ bán kèm cho khách có đơn và ba trên like này thôi nha, chứ mua không là em không có bán. Rồi lên giùm em là màu vàng đồng đi cả nhà ơi. Vàng đồng kèm size giùm em lên màu hồng ruốc nè. Vàng đồng kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vàng đồng em còn đủ size cho mấy chị từ 1 tới 6 nha. Rồi lên cho em màu hồng ruốc nè. Hồng ruốc nha mấy chị. Bộ đang mặc là 165, một bộ ship 25, hai bộ miễn ship. Chị Võ Tuyết ơi, vừa nhưng mà em không có bán không chị, cái đó em chỉ bán cho khách có kèm đơn bà ba thì mới bán 4 bộ 100 nha. Chị Nguyễn Thôi, chị Nguyễn Thôi mặc cho em size số 1. Nguyễn Thôi mặc cho em size 1 chị. Rồi hồng ruốc đi mấy chị. Hồng ruốc kèm size cho em ha. Chốt lên cho em màu hồng ruốc. Size 1 cho tới size số 6 màu hồng ruốc cho em luôn. Hồng ruốc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi lên hồng ruốc cả nha. Lên cho em màu hồng ruốc size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt mã hồng ruốc giùm em.
Hồng rút 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hồng rút 3 cho chị Nga mình. Mã hồng rút đi cả nhà ơi. Chị Huỳnh Thanh áo hoa vàng chân trần. Là áo này hả chị? Phải, chị lấy phải giùm em nha. Rồi lên giùm em màu hồng rút, size 1 cho tới size 6, mã hồng rút. Em chào chị Phương Trần nha. Chấm like, chia sẻ like giùm em mọi người. Chia sẻ like, thả tim lên cho em với. Lấy em màu hồng rút. Chị lấy áo bên kia rồi chị lấy size bao nhiêu ký, cao bao nhiêu lên giùm em luôn. Lên cho em cái chiều cao cân nặng. Rồi chị Di ơi, chị Di lên số alo lại giùm em. Cái đơn của chị mấy bạn kiếm không ra, tại cái tên chị nó không nằm trong app nên kiếm số thoại không ra. Chị lên số alo lại giùm em với. Rồi Hình Thanh size 2 nha, Hình Thanh lên số giùm em. Hình Thanh lên số giùm em, áo này là mã bông xanh bơ cho em ha. Mã bông xanh bơ. Nằm đâu rồi ta? Mã bông xanh bơ nha mấy chị, chốt nha em, mã bông xanh bơ size 1 cho tới size số 6. Áo đó là 85 ngàn một áo cho em nha, áo lẻ. Áo phối với quần đen trắng là áo lẻ ha. Mã bông xanh bơ. Đây. Thêm một bộ hồng số 6, thêm một bộ hồng rút số 6 cho chị Thu Đỗ. Mẫu em mặc hết đen rồi chị Thu Hằng. Mẫu em mặc có đen nhưng mà hết rồi chị. Hình Thanh lên số giùm em, Hình Thanh. Có màu lam nhưng màu lam em còn size số, màu lam em còn size số 1 và size số 3 thôi chị, lấy size mấy? Bông xanh sau lưng là áo này nè chị Phan Liễu. Mã bông xanh bơ giùm em. Áo này chị nào chốt lên cho em mã bông xanh bơ nha. Mã bông xanh bơ kèm size. Mã bông xanh bơ kèm size giùm em. Hình Thanh lên số đi Hình Thanh. Có số em mới chốt đơn cho mình được nha. Rồi bộ em mặc 165, không có màu đen. Ờ còn một bộ màu đen size số 1 á, chị Hình Nguyễn Khương Nguyễn thôi có chốt thì lên nhà em nha. Vàng nguyên bộ, không có nguyên bộ vàng chị. Rồi chị nào chốt bộ em mặc lên giùm em là màu hồng ruốc ha. Hồng ruốc kèm size cho em. Hồng ruốc kèm size em lên cho mình màu xanh dương. Lên cho mình màu xanh dương nè. Bộ xanh dương siêu đẹp luôn á mấy chị. Rồi lên xanh dương cho em nha. Xanh dương kèm size. Lên cho em mã xanh dương. Bộ em đang mặc là 165 một bộ. Không có cô Vinh Nguyễn ơi, cái này lên nguyên bộ nha, không có lẻ nha. Chị bao nhiêu ký vậy chị Lùng ơi, chị bao nhiêu ký? Văn chùm hồng ruốc bao nhiêu ký, bao nhiêu lên nhà em mấy chị chốt hàng, mấy chị phải cho em cái chiều cao cân nặng em mới lấy size được nha. Chị Duy đâu rồi? Chị Duy lên số giùm em chưa? Nó không hiện gì hết. Ờ đây nè. Đợi em tí. Lên cho em màu xanh dương. Màu xanh dương mấy chị ơi. Quá đẹp màu xanh dương luôn. Chị Vi Huỳnh mặc cho em size số 3 nha. Vi Huỳnh mặc cho em size số 3. Rồi ok chị Duy nha. Giờ, ngày mai cho mấy bạn gọi cho mình ha. Rồi bộ xanh dương đi mấy chị. Chị Văn Chùm Trần ơi, chị chốt hồng ruốc mà chị bao nhiêu ký, cao bao nhiêu lên giùm em. Rồi chốt lên cho em bộ bông xanh dương. Bộ bông xanh dương đi mấy chị. Xanh dương kèm size. Có màu đỏ nha chị Hồng Đinh, không có lên được số chị Hồng Đinh ơi. Rồi xanh dương 4 nha chị Trang. Đây em bộ xanh dương. Xanh dương size 1 cho tới size 6 cho em nha. Xanh dương 4 cho chị Trang. Lên tiếp cho mình màu vàng ha. Rồi chị nào chốt. Ờ chị nào hỏi bộ vàng, mẫu này có màu vàng nè chị. Xanh dương 3 chị Hoa có chủ, lên số alo cho em luôn. Hồng Đinh chưa có lên số, hồi chưa chị không có chốt được chị. Hồi chưa chị đâu có số đâu mà chốt. Chị Lùng ơi, chị bao nhiêu ký em coi chị mặc số 3 vừa không nha. Hoa có chủ lên số giùm em, đủ số luôn hả có chủ ơi. Bộ áo màu vàng, áo 100. Áo 100 quần 70. Rồi chốt bộ xanh dương cho em, mã xanh dương mấy chị.
Bộ cam sau lưng em là chốt đưa cho em màu cam. Nó giống như mẫu này mà nó là màu cam á. Bộ em mặc 165 nha chị Dung. Nó ẩn rồi thì chị phải lên đó, cho nó hiện lên thì em mới thấy em mới chốt được. Chứ mình lên mà em không thấy thì sao em chốt được. Chị tách ra làm hai 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 comment đi chị. Một comment 5 số, một comment 5 số giùm em đi. Rồi bộ cam 2 cho chị Thu Hà Võ. Lên cho em màu vàng nha mấy chị ơi. Vàng này nó nhạt hơn cái vàng nghệ một tông nha mọi người. Vàng nghệ nó đậm màu hơn, vàng này nó nhạt hơn nha. Rồi ok chị Lùng. Hoa có chủ ơi, chị lên mới được có 6 số hả chị? Chưa có đủ 10 số nhưng chưa có chốt đơn cho mình được ha. Rồi chốt bộ vàng, em bộ vàng cho em cả nhà. Màu vàng kèm size giùm em. Còn nhưng mà chị lên số đi chị Hồng Đinh. Một bộ em mặc hồi nãy là xanh dương số 3 cho chị Dung. Lên số đi chị, giờ không có lên số mà cứ hỏi còn không hoài ha. Lên khi nào em nói thấy số rồi thì lúc đó mình hãy chốt đơn nha chị nha. Rồi lên vàng cho em. Vàng kèm size. Chốt lên cho em màu vàng nha. Vàng kèm size giùm em. Vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cho anh hai cho Thu Hà bỏ. Bộ em mới thay ra là xanh dương, rồi xanh dương 3. Xanh dương 3 hết luôn rồi. Rồi xanh dương 3 chốt cho chị Dung. Hoa có chủ thấy số rồi nè. Hoa có chủ là một bộ xanh dương số 3 cho chị Hoa có chủ. Bộ em mặc lên nhà em vàng đó chị. Rồi chị Bảy Phan chốt cái gì chị Bảy Phan? Chị Bảy Phan chốt cái gì? Em thấy số của mình nhưng mà em chưa thấy mã sản phẩm mình muốn chốt là màu gì, size gì ha. Rồi em hết xanh dương 3 nha. Hết xanh dương 3, xanh dương còn size 1, 2, 4, 5, 6. Xanh dương em còn size 1, 2, 4, 5, 6. Mình đặt màu xanh dương. Rồi chị Minh 0370 á. Màu xanh dương chị đặt bao nhiêu ký, cao bao nhiêu ha. Lên cho em cái chiều cao cân nặng em lấy size nha người đẹp ơi. Rồi bộ em mặc lên gì em vàng cả nha. Thả tim mấy chị. Bảy Phan ơi chị chốt màu gì size gì chị. Mẫu em đang like 165 một bộ nha. Chốt thun co giãn giùm em nha. Rồi chốt lên cho em màu vàng. Em lên cho mấy chị màu đỏ nè. Đỏ ha. Rồi em lên đỏ nha. Vàng kèm size, vàng kèm size. Mỹ Dung 50kg cao nhiêu chị Mỹ Dung ơi. Em mặc màu xanh dương, rồi chị bao nhiêu ký cao nhiêu chị Bảy Phan. Cho em cái chiều cao cân nặng em lấy size. Lên chiều cao cân nặng giùm em lấy size nha. 165 nha chị Dầu Phạm. Bảy Phan lên cho em cái chiều cao cân nặng nha chị. Rồi chốt lên cho em màu đỏ. Đâu chị nào hỏi em màu xám. Chị lùng gì đó. Màu xám em còn 1 với 3 thôi nha. Rồi chị Mỹ Dung mặc được cho em size số 1 nha chị. Mỹ Dung mặc được size số 1. Không có size 80kg nha chị Thuận Nguyễn. Em có size 75kg đổ lại thôi ha. Rồi lên nhà em màu xám. Xám size 1 với size 3. Xám em còn size 1 với size 3. Chị Quang Minh mặc cho em size số 4 ha. Quang Minh mặc cho em size số 4. Bộ đen em chỉ còn size số 1 thôi chị Thúy ơi. Đen em chỉ còn size 1 nè chị. Rồi chốt lên cho em bộ xám. Bộ xám em còn 1 với 3. Rồi chị nào chốt bộ xám lên bộ xám cho em nha. Bộ xám size 1, size 3. Bộ xám size 1, size 3 giùm em. Chiều cao em được mấy 56kg 49. Mét 56 49kg. Rồi em lấy cho chị Bảy Phan bộ xanh dương size số 1 nha chị. Xanh dương 1 cho chị Bảy Phan. Xanh dương 1 cho Bảy Phan. Em không bán trên giỏ hàng, đặt trực tiếp trên live dùm em. Xám 3 Phượng Hồng Võ lên cho em số. Chị Hoa có chủ có đơn rồi nha. Hoa có chủ có đơn rồi. Phượng Hồng Võ lên số dùm em. Chị Phượng Hồng Võ. Xám 3 hồi trưa chị Hùng Phát có chốt xám 3 chưa chị Hùng Phát ơi, hồi trưa chị có xám 3 chưa?
Phượng không bỏ lên số giùm em. Phượng không bỏ lên số giùm em nha. Sám ba cho chị Hùng phép. Ủa hồi chưa chị chốt sám chưa? Ok chị nha. Hết sám 2 rồi chị Thu Hà ơi. Sám em còn một bộ số 1 và một bộ số 3 thôi. Phượng Hồng bỏ cho em số. Dồn đơn xanh dương. Ủa Phượng Hồng bỏ có đơn hồi nào chị? Phượng Hồng bỏ có đơn hồi nào? Rồi màu đen size 1 Mỹ Dung đây chị. Đen 1 em chốt cho chị Mỹ Dung. Nhưng mà cái đây chị Mỹ Dung ơi, cái bộ đen size số 1 này nè, em nói cái này là mình chịu thì mình lấy nha. Tức là cái mẫu của em lên là Thiêu Ho, Viền Lai và Viền ở tay áo. Nhưng mà cái bộ đen này á, chỉ có một cái bộ đen này thôi. Cái tay áo nó bị sót, bị thiêu sót, tức là không có thiêu tay áo. Thì bộ này em lấy cho mình là 160, chị có chịu thì chị ok giùm em. Nó trang mẫu em luôn nhưng mà nó bị xưởng người ta thiêu, bị sót cái tay áo thôi. Chị chịu không? Chịu thì em lấy nha. Chịu thì em lấy cho mình, còn không thì em để mặt luôn cũng được. Nó chỉ sót cái tay áo không có thiêu thôi. Mới thì lên số alo cho em, mới có đơn nha chị Phượng Hồng. Vàng số 2 Diệu Huyền lên số giùm em. Rồi Mỹ Dung có chịu cái này thì em lấy cho nha. Em chào chị Lê Kiều. Diệu Huyền ơi, Diệu Huyền lên số. Mặc màu ngói đợi em một tí. Chị Huỳnh mặc xe số 3 cho em nha chị. Số 2 hơi kích đó chị. Rồi vàng 2 em chốt cho chị Diệu Huyền. Vàng 2 cho chị Diệu Huyền. Vải thun nha, em bán một loại thun thôi chị Hạnh Nguyễn. Rồi ok chị Mỹ Dung. Màu cam sau lưng em, dạ rồi đợi em chút. Em chào chị Tha Phương Huế. Chị Thu Hà ơi, sám 1 55kg không có mặt dừa nha chị. Rồi bộ sám em còn được size số 1 và size số 3 hà cả nhà ơi. Sám em còn được size 1, size 3, chị Thu Hà bỏ. Ấy quên, chị gì? Phượng Hồng bỏ, Phượng Hồng bỏ chưa lên được số. Chị ơi, chị bấm cho em 5 số lên trước, 5 số lên sau đi. 5 số lên trước, 5 số lên sau giùm em nha, tại vì em chưa thấy số của mình. Rồi em lên cho mình màu ngói nè. Chấm like đi mấy chị. À, màu ngói rồi em lên màu cam, chị Tha Phương Huế đợi em tí nha. Rồi lên giùm em màu ngói nè. Màu ngói giùm em mấy chị. Sám 65kg hết rồi nha chị cô ba miền Tây ơi. Lên giùm em màu ngói. Lấy sám 1 mặc dừa không vậy chị? Vậy là chị lấy sám 1 luôn ha, thôi mà bỏ xây 1 là 50kg đổ lại thôi nha chị nha. Rồi lên cho em màu ngói đi mấy chị đẹp. Thả tim giùm em mọi người, lên cho em 5.000 tim đi. Phượng Hồng gõ lên số đi chị Phượng Hồng gõ. Màu ngói nè chị Trang ơi, chốt ngói lên ngói. Rồi chị nào chốt bộ em mặc lên giùm em màu ngói nha. Rồi ok chị Thu Hà bỏ một bộ sám size số 1. Sám em còn một bộ số 3 nữa là hết mã sám nha mấy chị. Rồi lên màu ngói, đang mặc lên cho em màu ngói cả nhà ơi. Ngói kèm size, quần có 2 túi nha. Quần có 2 túi luôn mấy chị ơi nha. Quần có 2 túi. Nó bị ẩn mình lận em không thấy. Bây giờ mình bấm cho em 5 số đi chị. Thấy là khi nào em nói ừ em thấy số chị Phường Hồng bỏ, em bấm đơn em cầm hàng em bỏ vô thì lúc đó mình mới có hàng nha. Còn mà em cứ hỏi ờ chị Hồng Phượng chưa thấy số là tức là mình bị lên nó bị ẩn rồi, là đó em chưa thấy được là không có đơn nha. Rồi lên cho em màu ngói. Ngói kèm size. Ngói kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bộ em đang like là 165 một bộ nha mấy chị. Rồi em lên cho mình màu cam nè chị Tha Phương Huế. Chị nào thích tông tươi thì thích tông tươi thì lấy màu cam nè. Cam kèm size giùm em. Chị chọn màu ngói. Mình bao nhiêu ký cao nhiêu chị Thúy Hình ơi. Lên giùm em cái chiều cao cân nặng. Rồi chị lùng đất bờ vậy nè.
Màu xám số 3 cho chị Lùng. Rồi em hết mã xám luôn nha. Hết mã xám. Màu cam đây. Chốt cam lên cho em mã cam. Em đang like nên là ai gọi em không nghe máy đâu nghe mấy chị. Rồi lên giùm em màu cam. Cam nè chị Tha Phương Huế. Chốt lên mã cam với em nha. Ờ, đẹp chưa? Cam kèm size. Cái màu này giống như cái màu củ cà rốt đó mấy chị. Rồi xám 3 cho chị Lùng. Chị Thúy mặc cho em size số 4. Chị Thúy Huỳnh lấy màu ngói bao nhiêu ký, cao bao nhiêu lên giùm em. Rồi chị Lùng double có bộ xám số 3 nha. Rồi em hết mã xám luôn nha cả nhà. Cam 4 cho chị Trang. Cam 4 cho chị Trang. Bộ em mặc là ngói nha mấy chị. Ở bên. Bộ em mặc là cam nha. Màu ngói là nó nhạt màu hơn nha. Màu ngói nhạt màu hơn. Bộ em mặc là màu cam. Rồi chị Thúy Hình là mặc cho em size số 3. Màu ngói size 3. Rồi Thúy Hình lên số giùm em nha chị. Hương Nguyễn lấy màu ngói bao nhiêu ký, cao nhiêu lên giùm em luôn chị Hương Nguyễn. Bộ cam rất là đẹp luôn nha. Chỉ cần chị nào hơi hơi chấm da một tí lên cho em là mặc rất đẹp cái màu cam này luôn. Rồi em màu cam đi mấy chị. Cam 4 cho chị Trang. Phượng Hồng Võ ơi, hết màu xám rồi nha. Bộ em đang mặc 165, một bộ ship 25, hai bộ miễn ship. Thúy Hình lên số giùm em nha chị Thúy Hình. Em chào chị Phương Trần. Rồi cam 4 cho chị Trang. Đẹp quá vô đi chị Thúy Ái ơi. Em đang lên màu đó chị Thùy Linh. Rồi chị Hương Nguyễn màu ngói, chị bao nhiêu ký, cao nhiêu lên giùm em luôn. Cam 3 cho chị Nga Quỳnh. Bộ phía sau là bộ em đang mặc á. Đúng rồi, mà do ở phía sau nó xa mình thấy màu nó tối á chị. Bộ treo phía sau là bộ em đang mặc. Chị Hương Nguyễn thôi, màu ngói mình bao nhiêu ký, cao bao nhiêu lên giùm em nha. Cam 3 cho chị Nga Quỳnh. Bộ này mấy chị mặc thường, mặc nhà, mặc cái chùa gì đều được hết luôn á mấy chị. Bộ sau tường là bộ đang mặc á chị Tha Phương Huế. Bộ sau tường là bộ đang mặc nha. Rồi, chốt lên cho em bộ cam. Tại cái này nó ở trong tối mà chị nhìn thấy cái màu nó đậm hơn. Rồi, chốt cam cam giùm em nha. Cam 3 cho chị Tha Phương Huế. Đúng rồi, em nói chị Thúy Hình mặc số 3 mà. Chị lên số alo giùm em đi chị. Lên số alo cho em, nãy giờ em nói chị mặc số 3 mà. Không thấy, không thấy Thúy Hình ơi. Rồi chị Hương Nguyễn đâu rồi người đẹp ơi, chốt bộ ngói mà không cho em cái chiều cao cân nặng gì hết. Đơn của Mỹ Huyền chưa gọi tới, chắc ngày mai á chị Mỹ Huyền chờ giùm em nha. Đơn hồi trưa là ngày mai mới gọi tới mấy chị. Rồi chị nào chốt bộ cam nữa lên bộ cam cho em nha. Bộ cam. Chị Thúy Hình ơi, tách làm hai cái comment cho em đi. 5 số đầu lên trước, 5 số sau lên sau. Hoặc là bỏ số 0, gõ 9 số sau thôi chị nha. Rồi mấy chị dặn lại mấy chị lần nữa nè. Khách mới muốn chốt đơn lên giùm em màu kèm chiều cao cân nặng, kèm số alo lên giùm em thì mới chốt đơn được. Chứ chốt mà chị màu hồng nha em, chị màu ngó nha em, rồi em lấy cho mấy chị sai gì giờ. Phải lên kèm cái thông số lên cho em để em còn chốt hàng cho mấy chị được chứ. Rồi chị Hồng Đinh, một bộ em đang mặc là màu cam nha. Màu cam với màu đỏ size số 6 cho chị Hồng Đinh nè. Đúng rồi, em không có bán giỏ hay trong giỏ hàng đâu chị Thúy Ái. Em bán trực tiếp trên live, đặt lên thông số trên live chốt luôn và gọi điện chốt đơn nha. Chứ em không bán trong giỏ hàng. Chị Hồng Đinh nè, một đỏ với lại một cam. Size số 6. Rồi lên chữ cuối giùm em luôn đi chị Thúy Hình ơi. Chấm like giùm em đi chị. Hồng Đinh. Vải thun.
Sau là kim màu em đang mặc cái màu đỏ. Rồi chị Thúy Hình một bộ màu ngói size số 3 cho chị Thúy Hình. Ngói 3 cho chị Thúy Hình. Màu ngói size 4 chị Thúy lên số alo giùm em. Rồi chị Thúy màu ngói size 4 lên số alo cho em nha. Thúy lên số giùm em luôn. Bộ em mặc 165 một bộ, ship 25 hai bộ miễn ship mấy chị. Chị Thúy. Chị Thúy lên số giùm em nha. Bộ và ba áo vàng quần ở ngoài sau là áo 100 quần 70 nha chị. Rồi em lên cho mình màu hồng tươi. Màu hồng tươi giùm em. Chốt lên cho em màu hồng tươi size 1 cho tới size số 6 màu hồng tươi. Tim lên mấy chị, thả tim giùm em. Màu ngói size 4 chị Thúy bấm số lên cho em nha. Rồi chốt lên cho em màu hồng tươi đi mấy chị. Hồi nãy em lên cho mình là màu hồng ruốc. Bộ này chốt lên cho em mã hồng tươi nha. Hồng tươi kèm size quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. Chốt lên cho em mã hồng tươi size 1 cho tới size số 6 cho em. Hồng tươi size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi lên mã hồng tươi vậy mấy chị. Có tím nha, nãy giờ không hết em lên tím. Rồi chốt mã hồng tươi giùm em mọi người. Thúy ơi, chị Thúy ơi, nghe em hỏi không chị, chốt đơn lên số giùm em nha. Chị Phương Trần làm gì chào em hoài, chị Phương Trần. Chấm like thả tim lên giùm em mấy chị. Bộ em mặc chốt lên cho em màu hồng tươi. Hồng tươi kèm size vàng đồng hai cho chị Thùy Linh. Rồi em có vàng đồng nha mấy chị. Vàng đồng em còn được size 4 và size 6 thôi nha. Chưa chị Thúy ơi, bấm cho em tách ra chị. 5 số lên giùm em nha. 5 số đầu lên trước, 5 số sau lên sau. Hoặc là bỏ số 0 đi lên 9 số sau giùm em nha. Rồi chị nào chốt bộ em mặc lên giùm em mã hồng tươi. Rồi em lên tiếp cho mình màu tím nè. Chốt lên cho em màu tím mấy chị. Tím kèm size giùm em luôn. Tím size 1, 2, 3, 4, 5 hết size số 6. Mình thấp thì mình lên like dễ mà chị. Chỉ sợ là mình cao quá, mặt nó ngắn, mình không nối vô được thôi. Chứ còn mình thấp thì mình muốn lên cỡ nào mình lên được mà. Rồi lên cho em màu tím. Tím kèm size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Em hết size số 6. Rồi lên tím đi mấy chị. Rồi tím kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Lên giùm em màu tím. Nhu Hình mặc cho em được size số 3 nha. Nhu Hình mặc được cho em size số 3. Rồi em thấy được 5 số rồi, chị Thúy lên 5 số sau cho em nữa nha. Hồng tươi 3 cho chị Nga Quỳnh. Hồng tươi 3. Ô, xám số 3 em còn một bộ nè. Em còn một bộ xám số 3, chị nào chốt lên xám 3 giùm em nha. Em còn được một bộ xám 3. Rồi tím. Chị Thúy là một bộ màu ngói size 4 nè. Áo đó đâu còn số 6 không? Chị đi sơn chị lấy size 5 mà. Vậy thì bỏ ra đi chứ không có số 6 đâu. Thích mà giờ có đâu, cái đó hàng sale mà. Rồi chị thấy một bộ màu ngói size 4. Cho chị Diệu Huyền. Đẹp, mua đi chị Thúy Hình ơi, hai bộ đi chị, một bộ ship 25, hai bộ một miễn ship luôn nha. Rồi tím size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em.
Lên cho em mã tím size 1, 2, 3, 4, 5. Tím 5 cho chị Thu Đỗ. Lên cho em mã tím đi cả nhà ơi. Màu tím quá là yêu thương luôn đó chị. Rồi tím 3 cho chị Nga Huỳnh. Tím 5 cho chị Thu Đỗ nè. Tím 3 chị Nga Huỳnh. Tím 4 em chốt cho chị Ngọc Nguyễn. Hello chị Ngọc Nguyễn nha. Tím 4 cho chị Ngọc Nguyễn. Tím 3 cho chị Nga Huỳnh. Lên cho em màu tím. Lên cho em màu tím nha. Tím số 2 kim xuyến lên số này nè. Kim xuyến lên số cho em nha. Rồi kim xuyến lên nhầm em. Em hết tím 4 nha. Tím 4 cho chị Ngọc Nguyễn là em hết tím 4. Chào chị Long Nguyễn. Rồi Phượng Hồng Võ một xanh. Chị ơi chị lấy xanh gì? Mét 5562 tí mặt số 4 mới vừa nha chị. Số 3 không vừa nha. Trừ khi là chị gọn người, chị không có bụng, eo của mình 80 đổ lại chị mới mặc số 3 được. Còn mà eo trên chị phải mặc số 4 nha chị Phượng Hồng Võ. Tím 2 chị Diệu Huyền. Rồi tím 2 chốt cho chị Kim Xuyến. Lên em mã tím. Phượng Hồng Võ ơi, eo của mình 80-82 đổ lại không chị? Nếu mà eo trên thì phải mặc size số 4 nha. Nguyễn Tuyết mặc trang size số 6 nha Nguyễn Tuyết. Em có size 6. Rồi tím đi cả nhà. Trời nóng mình nóng mấy nó cũng nóng luôn mấy chị ơi, in nó kìa. Tím 2 em chốt cho chị Diệu Huyền rồi nè. Giờ tím 2 cho chị Kim Xuyến. Phượng Hồng Võ ơi, bây giờ em hỏi lại nè, là eo mình bao nhiêu? Nếu mà bụng có bụng nhiều thì phải lấy số 4 nha. Khi nào dán gọn chị mới lấy được size số 3. Rồi chị Hồng Đinh một bộ màu đỏ rồi chị. Tím mặc hết size 6 rồi chị Anh Nguyễn. Tím 5 cho chị Thi Thi. Tím 5 cho chị Thi Thi. Mẫu mới chị Trinh ơi, đẹp lắm chị. Mẫu mới, mẫu mới. Mẫu mới nha chị nha. Như Huỳnh, chị Như Huỳnh là một bộ màu tím size số 3. Rồi Như Huỳnh lên số cho em đi chị Như Huỳnh ơi. Như Huỳnh lên số giùm em. Một tím 2 cho Cẩm Tiền, ok em nha. Tím 2 cho Cẩm Tiền. Chị Diễu Hiền với lại chị Như Huỳnh lên số giùm em nha. Rồi Cẩm Tiền. Chấm like cho em đó chị ơi. Được nha chị Phương Trần ơi, chụp ba cái bông đó gửi qua giùm em là áo gì em đổi nha chị. Tím 2 cho chị Thúy Ái. Rồi em hết tím 2. Tím đang mặc bây giờ em còn được một bộ số 1, hai bộ số 3 và một bộ số 5. Rồi lên nhà em tím. Như Huỳnh lên số điện thoại á chị. Rồi tím 3 cho chị Như Huỳnh. Chị Thu Cúc mặc cho em size số 4 nha. Thu Cúc là mặc cho em size số 4 chị. Rồi Như Huỳnh là một bộ tím số 3 nè. Rồi tím em còn. Dạ ok chị Trinh Nguyễn nha, ok chị. Tím nè, chị có lấy tím không? Còn bộ số 3 nè, chị lấy tím không? Tím 3 cho chị Diệu Huyền. Ủa chị Diệu Huyền là lấy cái gì? Vàng 2 tím 2. Ủa chị Diệu Huyền có rồi. Diệu Huyền là vàng 2 tím 2 có rồi nha. Bộ kế màu cam, bộ kế màu cam là áo 90 quần 70 cho chị Đen Ly. Màu tím số 3 cho chị Dung. Rồi em hết mã tím. Tím 3 cho chị Dung. Mấy chị lên số, mấy chị nhìn lại giùm em thử là cái số mình cho đúng chưa nha. Có màu cam đó chị Nguyễn Tuyết, nhìn thấy màu cam em đang treo nè, cái màu cam đang treo đó chị. Rồi hết tím 3 rồi chị Vi Huỳnh ơi. Hết tím 3.
Rồi em đưa à, em lên màu đỏ nữa nha, em lên màu đỏ nữa là hết màu rồi, em đưa màu lại cho nha chị Trinh nha. Màu cam đó chị, chốt màu cam lên nhà em màu cam. Rồi bộ tím đang mặc em còn size 1 một bộ, size 5 một bộ mấy chị ha. Lên nhà em màu tím. Tím size 1, size 5. Rồi màu đỏ giùm em luôn. Đỏ kèm size 1 2 3 4 5 6 lên cho em màu đỏ. Đỏ 1 2 3 4 5 6. Đỏ 1 2 3 4 5 6 cho em nha. Lên cho em màu đỏ mấy chị. 56 kg chị cao bao nhiêu? Chị Kim Thủy. À rồi chị, em nhận được 560 rồi nha chị Kim Thủy ơi. Ủa đơn mình sao ít vậy ta? Em nhớ đơn mình trúng nhiều lắm mà. Ok chị Kim Thủy ha. Rồi lên nhờ em màu đỏ. Mẫu màu quần đen. Mẫu quần đen là áo 85, quần 100. Áo vàng là 100, quần 70. 1 triệu 560 ngàn. Ok chị nha, vậy em kia sao có 560 vậy. Rồi lên nhờ em màu đỏ đi mấy chị. Còn chịu ok chị. Màu đỏ. Chị Thu Huỳnh, cái chị Thúy Huỳnh ơi, cái đỏ này nè nó sáng hơn đỏ đô một tông nhưng mà nó chưa tới cái tông đỏ tươi nên em chỉ kêu là đỏ thôi. Tại vì cái mẫu này nó cũng có một màu đỏ à. Nên em không phân biệt đỏ tươi hay đỏ đô. Tóm lại là nó sáng hơn đỏ đô nhưng mà nó chưa tới cái mức đỏ tươi. Đó. Em giải thích vậy đó, cho mấy chị dễ hiểu. Rồi chị Hồng ơi, chị Hồng chốt cái gì chị? Lấy chị số 2 màu ngói. À rồi. Bộ ngói size 2 em chốt cho chị Hồng. Ngói 2 cho chị Hồng. Rồi em đưa lại bảng màu nè chị Trinh ơi. Số 2 đỏ cho chị Kim Xuyến. Đỏ 2 cho chị Kim Xuyến. Đỏ 2 cho Kim Xuyến. Lấy em một bộ vàng, một bộ sau cùng quần đen. Chị ơi, một bộ vàng là bộ nào? Là bộ này hả? Với lại bộ này hả chị? Phải không? Phải hai cái bộ liền treo quần đen không? Để em biết nha. Rồi, em đưa lại màu, màu em mặc lên nhà em là đỏ. Màu này chốt lên cho em màu ngói. Màu ngói giùm em nha. Ngói em còn đủ size từ 1 tới 6. Ngói em còn đủ size từ 1 tới 6 lên cho em màu ngói. Màu ngói cho em mấy chị. Rồi lên màu ngói giùm em size 1 cho tới size 6. Màu cam. Chị nào hỏi em màu cam nè. Lên mã cam cho em luôn. Rồi cam kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho em màu cam. Dạ 1, 6, 5 một bộ nha chị. Đúng rồi, mẫu em mặc là cổ vuông tay lỡ nha. Rồi lên màu cam giùm em. Màu cam. Màu hồng tươi. Bộ này lên cho em màu hồng tươi. Thêm một màu cam số 4 cho chị Thủy, ok chị. Cam 4 cho chị Kim Thủy. Cam 4 cho chị Kim Thủy. Màu ngói số 3 cho chị Hương Võ. Ngói 3 cho chị Hương Võ. Hello chị Hương. Dạ ok chị Kim Thủy ha. Chị Đông Trân màu đỏ 65 kg cho em cái chiều cao luôn nha chị Đông Trân. Lên cho em thêm cái chiều cao rồi màu hồng tươi giùm em nha. Màu hồng tươi, cái màu hồng pastel gì đó mấy chị. Lên cho em màu hồng tươi. Hồng tươi kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn. Hồng tươi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi màu vàng cho em nè. Màu vàng cả nhà. Chốt vàng lên cho em bộ màu vàng nha. Vàng giùm em. Vàng kèm size, vàng kèm size. Lên cho em màu vàng. Chị Đông Trân ơi, 65 kg lên cho em cái chiều cao. Rồi một bộ đỏ 4 cho chị Đông Trân. Đỏ 4 cho chị Đông Trân. Ok chị Kim Thủy. Hồng tươi số 3 cho chị Tư Vi Huỳnh. Hồng tươi 3 cho chị Tư Vi Huỳnh.
Màu hồng chị đơn lẻ ơi, màu hồng chị lấy size nào chị? Màu hồng chị lấy size nào? Lên cái size giùm em kèm số alo. Rồi màu vàng nha mấy chị. Chốt vàng lên giùm em màu vàng. Vàng kèm size 1 2 3 4 5 6 lên vàng cho em nha. Vàng 1 2 3 4 5 6. Size số 3 bên em là 54 đến 58 kg, cao 1m58 đổ lên 60 kg nha chị. Mình nằm ở giữa giữa cái size số 3 là mình mặc được rồi ha. Chị đơn lẻ một bộ hồng size số 2, rồi chị đơn lẻ lên số giùm em. Cái vàng này nó gần nếu như cái tông vàng nghệ á chị, nhưng mà nó sáng màu hơn vàng nghệ một tông. Vàng nghệ thì nó đậm nó tối hơn nha. Nó vàng ở ngoài mấy chị thấy nó cũng nhạt nhạt như vậy đó. Chứ không có phải là vàng tươi chói, cũng không phải là vàng nghệ tối luôn. Nên em kêu vàng thôi, em không biết diễn tả là vàng gì. Đó. Chỉ kêu màu vàng vậy thôi. Rồi chốt bộ vàng cho em màu vàng nha. Xanh ngọc cho em luôn. Lên cho em màu xanh ngọc. Chị đơn lẻ lên số alo giùm em chị. Hồng 3 cho chị Trinh. Chị ơi 49 kg mà chị thấp đó, chị mặc số 2 đi chị. Số 1 hơi ôm, chị chịu thích ôm thì lấy số 1. Nhưng mà ôm cứng luôn nha, ôm cả tay luôn á. Tại vì cái chỗ này nè, em sợ chỗ này là nó sẽ bị kích cái vai mình mặc không được nè. Chị mới hốc ra hả, hàng gì nãy giờ lên bao nhiêu màu rồi, thấy im ru. Màu xanh ngọc. Xanh ngọc 3 cho chị Trinh. Xanh ngọc. Lên em là xanh ngọc nha chị. Chị Thảo Võ ơi, bộ số 3, bộ cổ tim treo ở ngoài sau lưng em. Ngoài sau lưng em là giờ này chị 1, 2, 3, 4, 5. Chị lấy vị trí thứ mấy thì bấm giùm em đi để em biết. Theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. Đó, chị lấy thứ tự số mấy. 5, 7 kg với số 2, một số 2 cho em được, được nha chị. Rồi bộ xanh ngọc. Bộ này lên nhà em là màu vàng đồng. Bộ này lên cho em màu vàng đồng 165 nha chị Nhung. Màu đen em hết rồi. Vị trí số 1. Rồi mình lên số alo giùm em luôn nha chị Thảo ơi. Dạ Thảo lên số alo giùm em nha. Vàng đồng cho em mấy chị. Vàng đồng kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên giùm em màu vàng đồng ha. Rồi vàng đồng cho em. Vàng đồng mấy chị ha. Chốt cho em màu vàng đồng. Màu xám em còn được một bộ size số 3. Rồi chị nào chốt xám thì cho em mã xám size 3. Mua bộ này để dành đi chùa rồi mấy chị. Rồi xám 3 giùm em. Bộ xám em còn size số 3 nha. Vị trí số 1 chị đơn lẻ mặc được size số 1. Nhưng bộ đó em hết size 1 rồi chị. Rồi xám 3 giùm em. Cái màu này là màu hồng cam chị nha. Bộ này là 106. Màu hồng cam. Rồi còn đúng một bộ size số 3 luôn nè. Bộ hồng cam cho chị Hải. Rồi xám 3 cho chị Trinh Nguyễn. Chấm like vậy em mấy chị. Chấm like chim lên mấy chị ơi. Bộ xám hết là chị Thu Hiền. Chị Thu Hiền mặc được size số 4. Chị ơi cái bộ đó hết size 1 thì chị sợ rộng, chị lấy qua cái màu khác đi chị. Tại vì cái màu đó em hết size số 1 rồi ha. Màu đó em hết size số 1. Rồi lên tiếp cho em màu hồng ruốc. Bộ hồng ruốc giùm em luôn. Bộ hồng ruốc nha. Màu xanh đó, mẫu đó em có xanh bích và xanh lá chị Thảo. Có xanh bích và xanh lá. Lên cho em màu hồng ruốc cả nhà. Hồng ruốc kèm size cho em nha. Rồi chốt lên cho em màu hồng ruốc. Hồng ruốc kèm size giùm em. Hồng ruốc ha. Màu này đẹp lắm nha. Màu này ngoài rất đẹp luôn. Lên cho em màu hồng ruốc. Hồng ruốc 3 cho chị Thúy mình. Bộ em mặc 165 nha chị Nga ơi. Đợi đợi em một tí nha. Đợi em một tí. Bộ số 5 eo 88 vừa chị Anh Nguyễn. Số 5 mẫu này eo 88 thoải mái nha chị. Eo 90 cũng vừa nữa. Số 5 mẫu này cho mình eo 92 đổ lại là mặc ok. Hồng ruốc 3 cho chị Trinh. Hồng ruốc 3 cho chị Trinh.
Đợi em xíu nha chị Thảo ơi, xong mẫu này em lên mẫu đó chưa? Chấm like mấy chị. Rồi chấm like giùm em nha, bộ em mặc là đỏ. Xả tim mọi người ơi, báo cho người xem mà không cho em lấy mà được 5.000 tim sao? Rồi rút ba cho chị Trinh. Lên cho em màu xanh dương. Màu xanh dương giùm em. Rồi chỗ này lên bộ xanh dương đó chị. Xanh dương siêu đẹp. Xanh dương, xanh dương. Mã xanh dương cho em nha. Rồi chốt lên cho em mã xanh dương đi mấy chị. Bộ xanh dương kèm size. Xanh dương kèm size giùm em. Xanh ngọc 3, xanh dương 3. Vi Hà ơi, Vi Hà bấm giùm em số alo lại đi. Sao mình bữa nay app nó không vô app gì hết. Nó không hiện trên app, không có bấm đơn được. Xanh ngọc, xanh dương số 3 Trần Thị Vi Hà lên số alo lại giùm em nhé. Ồ, xanh dương 3 hết luôn rồi. Rồi chốt cho mình được bộ xanh ngọc thôi à Vi Hà. Rồi ok Vi Hà nè. Nhớ là khách cũ đó nhưng mà nó không có vô app, không có bấm số được. Rồi hết xanh dương 3 chốt cho Vi Hà được một bộ xanh ngọc nha. Chị em Kim không nhận hàng là không có chốt đơn chị em Kim nữa nha. Em Kim bữa trước có một đơn, hàng tới không giao hàng được. Rồi xanh dương giùm em với chị ha. Xanh dương lên cho em màu tím. Màu tím em còn size 135. Em chào chị Thơ Minh. Tím size 135 giùm em với chị. Bộ em mặc là 165 một bộ nha cả nhà. 165 một bộ. Lên cho em màu tím đi mấy chị ơi. Tím em còn size 135 nha. Chốt lên cho em mã tím size 135. Tím 135. Rồi màu xanh riêu giùm em. Xanh riêu em còn size 1246 nha mấy chị. Xanh riêu em còn size 1246. Xanh riêu size 1246 giùm em mã xanh riêu. Cho em mấy trăm tim. Cảm ơn chị Trinh. Xanh riêu em còn size 1246. Xanh riêu hết số 3 rồi chị thấy hình ơi. Em thấy chị Điền Trang nha. Màu cam còn, anh Nguyễn, màu cam còn. Rồi lên giùm em bộ quần đen phía sau là có hai cái quần đen lận chị. Chị muốn lấy cái nào? Rồi lên cho em bộ xanh riêu. Bộ xanh riêu. Đổi thì sẽ gửi tối rồi đổi lại rồi thu cái đó về nha chị Phương Trần. Xanh riêu, màu cam đây nè. Phải màu này không anh Nguyễn, màu cam em còn nha. Rồi lên cho em bộ cam. Màu cam giùm em. Cam kèm size. Lên cho em màu cam kèm size giùm em nha. Rồi màu cam. Màu vàng. Màu vàng đây. Chốt lên cho em màu vàng. Vàng kèm size luôn giùm em. Ở xanh riêu, màu xanh riêu đẹp không chị? Rồi màu vàng cho em nha. Dạ hết đen rồi chị Trang Linh. Hết đen chị, màu vàng. Rồi hết màu rồi đó cả nhà. Màu ngói. Màu ngói giùm em. Lên cho em màu ngói. Dạ hết rồi. Mình thích mình lấy size số 4 đi chị. Rộng eo xíu thì nhấn bên lại. Rồi màu ngói cho em luôn. Lên cho em màu ngói nha. Ngói. Áo này 100 nha chị. Áo vàng này 100 à. Màu gì nữa ta? Còn một màu nữa. Màu vàng đồng. Bộ vàng đồng ấy dục đâu à? À, rồi màu vàng đồng giùm em. Màu vàng đồng 165 nha anh Nguyễn. 165 một bộ nha em ơi. Vàng đồng đây chị Lùng ơi, lấy thêm bộ nữa đi. Để cho đủ đơn miễn ship nè. Rồi vàng đồng ha, vàng đồng kèm size giùm em. Ngói ba cho chị Trinh. Rồi được chưa mấy chị, em lên hết màu rồi đó. Qua mẫu nha, giờ mấy chị muốn xem mẫu gì bấm mẫu lên em like tiếp nè. Xem mẫu áo vàng là áo 5D. À
Đâu rồi ta? Chị gì? Chị gì? Chị Dạ Thảo. Dạ Thảo còn xem chấm like giùm em lên hai cái tông màu xanh mẫu này cho chị. Dạ Thảo. Rồi màu này là màu vàng đồng nè. Vàng đồng đây. Vải thun nha chị Kẹo Đắng. Vải thun co giãn chị, vải thun nha. Rồi đây em có cái mẫu đó, em có cho mình hai tông màu xanh, xanh bích và xanh lá. Bộ này là 160 cho em ha. Xanh lá nè. Rồi, xanh bích nè. Em lên xanh bích trước. Lên cho em bộ này là màu xanh bích. Bộ này 160 mấy chị ha. Bộ này là bộ bà ba đính đá, quần ống rộng, cổ tim tay dài. Lên cho em màu xanh bích. Chấm like mấy chị. Điền Phan ơi chị chốt gì bấm lại nha, chị bị ẩn bình luận em không có thấy á, bấm lại giùm em. Rồi bộ xanh bích đi mấy chị. Cam sáo cho anh Nguyễn. Xanh bích kèm size cho em 1 2 3 4 5, mẫu này em có tới size số 5 thôi nha. Xanh bích 1 2 3 4 5. Lên cho em màu xanh bích. Cam sáo cho chị Anh Nguyễn. Xanh bích nha mấy chị. Rồi chốt xanh bích, lên xanh bích giùm em luôn. Mẫu đang mặc là 160 một bộ. Cam sáo. Xanh bích 3 cho chị Thảo. Lên xanh bích giùm em ha. Bộ này bữa chị lấy rồi nè. Phải không chị Trinh? Mẫu này chị lấy chưa ta? Mẫu này chị lấy chưa? Mẫu này cũng đẹp nè. Số 3 60 kg ngoài mặc vừa không? Chính xác giùm em bao nhiêu ký, cao bao nhiêu chị Thảo? Chính xác chiều cao cân nặng giùm em đi, em canh size cho. Rồi em có tông xanh này là lên giùm em là xanh lá. Xanh lá cho em nha. Xanh lá. Mấy chị mua hàng bên em nè, thứ nhất nói là mình đừng có trừ hao, tức là cho chiều cao cân nặng chính xác giùm em, đừng có giảm ký xuống và cũng đừng có tăng ký lên giùm em nha. Tại vì cái này là thun co giãn nên mấy chị mua đồ kiểu mấy chị sợ này kia, chứ đồ thun nó dễ mặc hơn rất là nhiều ha. Bộ em mặc không có thêu nha chị, bộ em mặc chỉ có đính đá thôi. Rồi bộ xanh lá đẹp, ok chị. Xanh lá mét 5962 kg, số 3 là ôm đẹp luôn nha chị. Rồi lên cho em màu xanh lá. Xanh lá giùm em nha. Xanh lá kèm size. Rồi chị nào chốt bộ này cho em mã xanh lá. Xanh lá cho em mấy chị. Xanh lá kèm size giùm em ha. Cảm ơn chị gái Phạm. Rồi chốt lên cho em bộ xanh lá. Ai xem mẫu này nữa không mọi người? Không thì em qua mẫu, qua áo 5D hoặc là áo bông cho mình nha. Bộ em mặc là xanh lá, em lên cho mình màu tím Huế nè. Lên cho mình bộ tím Huế nha. Chốt lên mã xanh lá giùm em. Rồi lên cho em bộ tím Huế. Tím Huế em còn đủ size đó mấy chị. Rồi lên cho em màu tím Huế, có màu đen luôn nha chị Thảo nha. Xanh lá 3 cho chị Hùng Phát. Lên cho em màu tím Huế nè. Ồ, có một số chị nó không hiện trên app, em không để ý trong máy là nhiều khi em không thấy luôn. Chị Vi Trần hồi nãy giờ có chốt gì không ta? Ở Trần Thị Vi Hà nãy giờ có chốt gì không nhỉ? Ồ, không. Rồi lên cho em bộ tím Huế mấy chị. Bộ tím Huế size 1 cho tới size 5 giùm em nha, mặc màu tím Huế. Thả tim mấy chị ơi. Tim lên. Cho mấy trăm tim, cho mấy, cho em lên 5.000 tim đi mấy chị. Follow em nha cả nhà. Để chi, để bữa nào mà em sale hàng rẻ đó rồi mấy chị vô mua. Tím Huế 4 cho chị Coco. Rồi lên cho em bộ tím Huế mấy chị.
Tím Huế đủ size cho em từ 1 tới 5 nha. Chứ em nhưng mà tím Huế. Mặc bà ba là phải mang dép cao, đúng rồi chị. Tím Huế 4 cho cô. Đồ của chị còn bộ nào không hả? Hình như không. Hình như đi đơn rồi cô, hình như đi đơn rồi chị. Tím Huế 3 cho chị Thảo. Đi đơn rồi. Tím Huế 3 hết rồi chị cho. Rồi tím Huế 3 chốt cho chị Dạ Thảo. 72kg cao bao nhiêu chị Đan Nguyễn Thị ơi, cho em cái chiều cao nha. Cảm ơn chị Gán Phạm nha. Lên nhà em cái chiều cao luôn chị Đan Nguyễn Thị. Mẫu em đang mặc 160 một bộ nha chị ơi. 160 một bộ giùm em nha. Rồi, là chốt tím Huế lên cho em mã tím Huế. Em lên cho mình bộ đen nè. Bộ đen em cũng còn đủ size cho mình nha. Bộ đen đủ size 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5. Mẫu này không có size số 6. Chấm like cho em đi mấy chị. Thả tim đi mọi người, năn nỉ nãy giờ lên được có 100 tim gì trời. Màu đen nè. Đen đủ size cho em nha. Lên cho em mã đen. Đen size 1 cho tới size số 5. Em không biết nữa, để chút em hỏi mấy đứa thử nha chị cô. Chứ đơn nào mà chốt rồi mà có gọi chút đơn rồi là hàng đi rồi á. Rồi đen mấy chị. Nên nhờ em màu đen. Đen đây chị Võ Hà ơi. Chốt lên cho em mã đen nha. Bộ đen kèm size gì? Bộ đen kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi lên nhờ em màu đen ha. Em lên cho mình màu hồng cánh sen. Lên cho mình màu hồng cánh sen nè. Lên em màu đen mấy chị. Chấm like mấy chị ơi. Em chào chị Gia Bảo. Bộ em mặc 160 nha. Rồi em lên cho mình màu tím than nè. Tím than. Em chào chị Hà Lê. Không chị, đính đá em chỉ có hai mẫu, một mẫu bộ và một mẫu áo lẻ thôi à. Dạ rồi ok chị Thúy Huỳnh. Lên giùm em màu tím than. Bộ tím than giùm em nha. Bộ tím than. Chấm chấm. Em chào chị Hà Lê. Tím than mấy chị ơi. Mã tím than. Tại vì chị Rio biết sao không, sẽ không có mẫu mới liên tục được đâu. Một mẫu may nhiều khi đó hai tuần mới xong thì, mà bán 2-3 ngày là mấy chị thấy đã. Cái mẫu mấy chị thấy là mấy chị lại không muốn coi nữa, mà muốn coi mẫu mới nữa. Thì đâu có kịp hàng cho mình coi mẫu mới liên tục đâu. Cái bộ đó là màu hồng cam, không phải hồng phấn. Chị đợi tí em mặc cho nha. Rồi lên cho em màu tím than. Tím than 1, 2, 3, 4, 5. Lên mã tím than nha em mấy chị. Hồi nãy là tím Huế nha. Rồi màu này lên cho em màu tím than. Vậy cho hai màu đỏ 6 áo rồi. Là sao chị Rio? Bộ em mặc 160. Là sao chị? Chốt lên cho em màu tím than ha. Lên cho mình màu đó là màu hồng cam giùm em nha. Hồng cam em còn size 2. Hồng cam em còn size 2 với size 5 thôi mấy chị. Một cái áo hồng cam đâu mất tiêu à. Màu hồng cam em còn size số 2 và size số 5 mà. Bộ này ha, không phải hồng phấn đâu nha. Nó hồng hồng cam cam, hồng phấn nó sẽ nhạt màu hơn một xíu. Ok chị, chờ mẫu mới nha. Hiện tại là em chưa lên lô mới nào mẫu này hết. Rồi lên cho em màu hồng cam. Màu hồng cam này em còn size số 2 và size số 5 thôi nha mấy chị. Hồng cam size 2, size 5 gì mẹ. Rồi chốt lên trên mã hồng cam nha. Size 2, size 5.
Rồi em đang mặc bộ này size 2. Rồi chú hồng cam cho em mã hồng cam. Thêm một bộ đen 3 cho chị Thảo. Bộ đen 3 cho chị Thảo. Chị Sương Rồng, bữa chị có lấy màu này không? Quá ngọt, cái màu này quá ngọt, nó không có sến xúa mà nó màu nó mặc lên là thấy thích lắm đi chị ơi. Rồi chú anh chị em mã hồng cam. Không có trẻ đâu chị, nó dễ thương thôi, mặc cái màu nhìn thấy cứ yêu yêu, mặc đi cho người nó trẻ lại chị. Rồi em lên cho mấy chị màu hồng cánh sen. Hồng cánh sen kèm size giùm em nha. Hết này em qua áo lẻ hơn. Dòng dòng có nhiêu đó mẫu mấy chị. Hay là sale đồ bộ không cả nhà. Đồ bộ 55.000 tiếp thôi, em xả cho nó hết. Đồ bộ kiểu sale 55.000. Để xong mẫu này đem lên rồi em sale đồ bộ nha. Rồi hồng cánh sen, hồng cánh sen. Mẫu này em bán nguyên bộ nha chị. Mẫu này em bán nguyên bộ, áo lẻ chị qua cái mẫu này giùm em nè. Cũng là kiểu đính đá luôn đó. Nhưng cái đó thì bán áo lẻ, còn cái này em bán nguyên bộ. Rồi hồng cánh sen đi mấy chị ơi. Lên hồng cánh sen cho em. Lấy hết luôn chị. Về mình mặc màu cứ thích màu nào lấy màu đó mặc. Để không phải nuối tiếc một cái màu nào hết, nữa thấy những màu nào mình không có thì mình lại bức xúc. Rồi lên giùm em màu hồng cánh sen, màu vàng với màu cam, em đưa lại cho mình coi thôi nha, em không mặc nha. Màu vàng với màu cam đây. Rồi vàng nè, rồi đây nha chị Lùng nha, màu vàng. Trời ơi, cảm ơn chị Xuân Rồng. Cảm ơn chị. Bộ em mặc là một, bộ em mặc 160, bộ đang cầm là 165. Rồi chị nào chốt bộ vàng, bộ vàng cho em. Bộ vàng, rồi. Bộ này lên cho em bộ cam. Bộ cam nha. Rồi chốt lên cho em bộ cam. Rồi bộ cam giùm em. Được chưa nè chị Lùng ơi, đó vàng với cam thích màu nào? Lấy màu đó, vàng cam. Rồi em lên cho mình hai màu nữa, ba màu nữa, em qua mẫu. Bộ này lên cho em mã đỏ đô cả nha. Rồi lấy thêm cho mình bộ cam nha, cam 3 cho chị Lùng. Chuẩn bị qua sale đồ bộ 55.000 một bộ nha mấy chị. Chấm like đi, sale rẻ cho mà đồ đẹp lắm luôn. Rồi lên cho em bộ đỏ đô đi cả nhà ơi. Chấm like tim lên đi. Mấy chị ơi lên cho em 7k tim đi. Em lên đồ bộ 55.000 cho. Đỏ đô kèm size. Đỏ đô rồi. Bộ này lên cho em là màu nâu. Chốt lên cho em bộ nâu. Bộ nâu giùm em. Lên cho em bộ nâu mấy chị. Bộ nâu kèm size. Rồi lên giùm em bộ nâu ha. Bộ nâu kèm size giùm em. Dạ rồi ok, bye bye chị Lùng nha. Tim lên mấy chị, 7k tim lên cho mấy chị bộ kiểu thiết kế này nè. Bán là 95 mà giờ xả cho mấy chị có 55 thôi. Đã bán là rẻ rồi đó nha. Bộ đó người ta bán tới 145 lận á. Thun xốp thái rất là đẹp luôn. Rồi lên cho em bộ nâu, giờ bán 55 thôi, chấm like đi. Rồi lên tiếp cho em mã đỏ mận. Mã đỏ mận giùm em mấy chị. Đỏ mặn kèm size tim mạnh lên nha, đúng 7k tim thì em lên mẫu đó bán 55.000. Rồi lên cho em màu đỏ mặn. Đỏ mặn kèm size giúp em. Đỏ mặn. Rồi em qua mẫu bộ sale 55 nha. Bộ này nó chỉ có được 4 màu thôi mấy chị, còn size gì em đọc size đó mấy chị chốt. Bộ thun xốp thái rất là đẹp nè. Rồi em mặc xanh riêu. Chấm like chứ chị ơi, tim lên. Đồng giá 55.000 chốt ngay liền giùm em nha. Rồi lên cho em bộ này màu xanh riêu. Em còn size 2, 3, 4 mã xanh riêu giùm em. Size 2 cho chị 55kg đổ lại nha.
Size 3 là 56 tới 60 kg, size 4 là 61 tới 65 kg ha. Cái kiểu nó giống như cổ nữ hoàng lắm chị. Cũng tay nhún bồng vậy nè. Đó, ôm ngực nha. Rồi chị nào chốt xanh riêu lên cho em bộ xanh riêu. Bộ xanh riêu size 2, 3, 4. Chấm like tim tim lên mấy chị. Rồi lên em bộ xanh riêu. Xả luôn cho mấy chị 55 ngàn mã xanh riêu size 2, 3, 4 mã xanh riêu. Bộ này lên cam đất giùm em luôn nha. Cam đất chỉ còn size số 4 thôi mấy chị ơi. Chốt lên cho em mã cam đất size số 4. Cam đất size số 4 giùm em ha. Rồi lên cho em mã cam đất 4 cho mấy chị. Cam đất em còn size số 4. Riêu 3 cho chị Thảo. Bộ em mặc là 160, màu đang mặc là màu hồng cánh sen chị. Rồi lên giùm em màu đen. Màu đen giờ hình như chỉ còn size 3 thôi mấy chị nha. Rồi bộ đen em chỉ còn size số 3 thôi. Chốt bộ đen lên bộ đen cho em size 3. Bộ đen size số 3 giùm em nha. Rồi chị nào chốt bộ đen cho em bộ đen mấy chị. Bộ đen size 3. Lên cho em mã đen size số 3 rồi màu đen. Ừ, màu cam. Màu cam size 4. Rồi lên cho em tiếp. Riêu không có size 1 đâu chị Mỹ Dung. Hàng này em có từ size số 2 thôi nha chị. Không có size số 1. Rồi đỏ đô cho em ha. Đẹp chưa? Lên cho em mã đỏ đô size 2, 3, 4. Đỏ đô size 2, 3, 4 cho em mã đỏ đô. Đỏ đô size 2, 3, 4. Rồi lên cho em mã đỏ đô. 55 ngàn một bộ mấy chị. Bán kèm với khách có đơn đồ ba nha, mua lẻ em không có bán đâu nha. Đen ba cho chị Thơ Minh. Chị Thơ Minh hồi chưa có một bộ đúng không? Ô đen em còn một bộ số 5 nè. Rồi đen em còn được một bộ số 5 nữa. Vậy là đen em còn 3 với 5. Chị nào chốt đen 3 5 lên giùm em nha. Đen 3 cho Thơ Minh. Bộ em mặc 160 nha chị Quy gì đó, 52 kg nhưng mà chị cao tới 1m6 mấy lần mà đúng không? Rồi bộ em mặc là hồng cánh sen, mẫu đó có được ba bốn màu đó thôi nha mấy chị. Rồi em lên tiếp. Cái bộ này đâu? Bộ này 115 còn bộ bán luôn với mấy chị 55 nè. Bộ này size to rồi, bộ này size số 7 lận nha. Bộ này size số 7 lận đó, 70 tới 75 kg cho em mặc được. Rồi chốt cho em mã bi đen 55 ngàn luôn. Bi đen cho em nha. Bi đen mấy chị ơi 55 ngàn. Bi đen giùm em. Ha Hi mặc cho em size số 4. Ha Hi mặc cho em size số 4 nha. Bộ hồng cánh sen á. Rồi bộ này size số 7, 70 75 kg, bán 55 ngàn chốt lên giùm em. Rồi lên tiếp mẫu này. Rồi bộ riêu hả chị, hết số 5 nha. Số 5 em còn được một bộ đen. Bộ riêu là em còn 2 với 3 thôi, 2 3 4. Bộ riêu còn 2 3 4. Một bộ bà ba màu xanh lá số 4 cho chị Lâm Phượng. Rồi bà ba xanh lá 4 cho chị Lâm Phượng. Mà ba 1m50 bao nhiêu ký chị? Cho em số ký nữa nha. Lên số ký giùm em. Rồi bộ sọc đen size 2, 3, 4, 5. Lên cho em bộ sọc đen cả nha. Bộ sọc đen size 2, 3, 4, 5. Bộ sọc đen size 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Chốt lên cho mã sọc đen 55 ngàn lên giùm em luôn. Mã sọc đen size 2, 3, 4, 5. Rồi xả luôn mấy chị 55 ngàn nha. Lên cho em mã sọc đen ha.
cái chỗ này là cái tà vạt xéo nha mấy chị. Đó, nó xéo nhọn xuống chỗ này lên vậy nha. Ở bên đây nhúng 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 rồi. Rồi chốt lên cho em bộ sọc đen 53kg mấy 50. Đồ 3 chị mặc được cho em size số 2. Đồ 3 chị mặc được cho em size số 2 nha chị. Rồi bộ này lên cho em mã riêu phối. Bộ riêu phối em còn size 2. Chị em kim là em không bán nữa nha chị ơi. Đơn của chị một đơn bị hoàn về rồi, không có gửi hàng cho chị nữa đâu. Mua hàng gì mà hàng tới gọi hoài không được gì hết. Rồi riêu phối cho em còn size 2. Size 2, 3, 4 chốt lên cho em bộ riêu phối mấy chị. Bộ em đang lên là sale đồng giá 55.000 một bộ nha. Rồi chốt lên cho em mã riêu phối. Bộ em mặc chốt mã sọc đen. Lên riêu phối cho em luôn. Riêu phối size 2, 3, 4. Rồi chốt lên cho em mã riêu phối. Sọc đen 3 cho cô Vinh Nguyễn. Sọc đen 3. Ủa riêu phối em còn 2 với 3 thôi nha mấy chị. Riêu phối size 2, size 3. Rồi sọc đen 3 cho cô Vinh Nguyễn. Ok chị Thúy Huỳnh. Được nha chị Thơ Minh. Rồi riêu phối em còn 2 với 3 mấy chị ơi. Riêu phối còn 2 với 3 thôi. Riêu phối 3 cho chị Thu Hiền. Chốt hai bộ giùm em nha chị. Một bộ không có đi đơn nha. Một bộ sale 55 không có đi đơn. Vải thun cô ơi, đồ bộ mà. Rồi bộ riêu phối em còn size 2, size 3. Riêu phối size 2, size 3 giùm em mã riêu phối. Bộ này em còn được một bộ size cho mấy chị 57 cho tới 62, 63 ký vừa. 145 bán luôn mấy chị 55 lên cho em mã hồng. Mã hồng 55 giùm em nha. Rồi lên cho em bộ hồng 55. Không chị không có size 80 ký. Ok chị Trang. Rồi lên cho em bộ hồng ha. 57, 62 ký chốt bộ hồng lên mã hồng giùm em. 55.000 luôn. Rồi lên cho em bộ hồng. Bộ hồng 55. Sọc xanh cho em luôn nha. Bộ em mặc có sọc xanh nữa nè. 65kg cao bao nhiêu vậy chị Vân Hồng? Lên cho em cái chiều cao chị. Pyjama sale đồng giá 65.000 một bộ. Chất lụa mango không nha mọi người. Rồi sọc xanh giùm em. Lên cho em mã sọc xanh size 2345. Sọc xanh size 2345. Riêu phối size 3 cho chị Thơ Minh. Riêu phối 3 cho chị Thơ Minh. Hồng cho chị Nguyễn Thông. Đi đơn thành 2 bộ giùm em nha. Mấy chị lựa hàng sale mà lựa cứ 1 bộ 1 áo để hoài là em xả hết đó. Năm mươi ba kg mặc size số 2 giùm em chị, mặc size số 2 cho em, mẫu đang mặc sale đồng giá 55.000 một bộ hết, chốt đi mấy chị ơi, rẻ quá chị, rẻ. Nhận đủ đâu mà nhận đủ, một đơn mới hòn về tất thì đây nè Nguyễn em Kim, một đơn mới hòn về mới khui hàng bơm ra luôn nè, mới khui cách đây mấy ngày nè, hàng tới gọi đâu có nghe máy đâu là hòn về hết trơn luôn. Sọc xanh 3 cho chị Thu Hiền. Bộ em đang mặc là số 2 bé thỏ ơi. Bé thỏ bao nhiêu ký? Chị em Kim có một đơn không nhận hàng chị, em không biết em Kim nào, Nguyễn em Kim hay là Nguyễn Kim em gì đó. Là phải chị không?
Sọc xanh 3 cho chị Thu Hiền. Sọc xanh 3. Chị Nguyễn Em Kim hay là chị Nguyễn Kim Em gì á, chị lên số alo lại giùm em thử em coi phải mình không nha, chứ có một đơn hoàn về hai bộ đồ của em á. Chị Em Kim ơi, mình lên số alo với lại cái tỉnh của mình giùm em lại chị, em coi thử phải chị không. Hồng không có 55, hồng 55.000 chị Hà Lê em nữa. Rồi hồng 55.000 chị Hà Lê một bộ nè. Đỗ Thu Hiền một bộ sọc xanh. Sọc xanh ba chị Thu Hiền, cái gì vậy trời? Sọc xanh ba cho chị Thu Hiền. Chị Hà Lê một bộ hồng nè. Chấm like cho em mấy chị ơi, chấm like cho Hà Lê. Chấm like tim lên cho em nha. Sọc xanh 3 cho chị Dung. Sọc xanh 3 cho chị Dung. Bộ hồng 65kg hết rồi nha chị Vân Hồng. Màu cam tươi á, không phải cam đất đâu cô Việt Hoa. Màu cam tươi á. Chị ok khoan chị Em Kim, đợi em một tí nha, đợi em một tí em coi thử chị này là số ở tỉnh nào. À, em mới cài, em mới coi khui hàng bơm mấy cái phiếu mấy đứa để một kia mới coi đó, thì Nguyễn Em Kim, Nguyễn Kim Em gì á. Nếu không phải chị thì em bán tiếp, còn mà nếu phải thì không muốn mua nữa phải chuyển khoản giùm em nha. Còn không phải thì em biết bán tiếp được. Rồi chị đó là chị mình ở tỉnh Tiền Giang hả chị Kim em, chị Em Kim. Mình ở tỉnh Tiền Giang hay tỉnh nào? Phải tỉnh Tiền Giang không? Nếu mà tỉnh Tiền Giang là đúng, còn không phải. Ủa? Còn không phải là không phải nha. Chị Em Kim này ở Tiền Giang, chị Em Kim mà em nói một đơn hàng hai bộ đồ không không nhận hàng của em á. Là ở Tiền Giang. Chị là ở tỉnh nào? Ồ cái bộ này mấy chị, cái bộ này kiểu hàng shop cao cấp nè, mà kiểu giống như là em chỉ lấy cái quần thôi, em chỉ tính tiền mấy chị cái quần thôi nha. Nè, cái này là thun đi cái gì đi ninh gì mà cái độ co giãn nhẹ nhẹ, cái áo thì nó hơi ngộ ngộ tại vì cái kiểu này giống như là mấy nàng công sở đồ mặc, nó đeo dây chuyền dài dài rồi giống như tổng tài đồ á. Em bán cái bộ này 50.000 thôi nha, để chủ yếu mấy chị lấy quần trắng thì lấy. Rất là đẹp luôn. Đó, 62kg lại cho em mặc vừa rồi, chị nào chốt lên cho em bộ trắng thì em bán 50.000 thôi, cuối 55.000 thôi. Cái quần rất là đẹp luôn. Rồi bộ này lên cho em mã sọc riêu, hồi nãy là riêu phối, bộ này lên cho em mã sọc riêu. DN là ở đâu chị? À Đồng Nai hả? Vậy là không phải, vậy là không phải vậy em Kim ơi. Chị kia là ở Tiền Giang. Đen đẹp quá, lấy bộ số 5 chị Sương Rồng. Đó, cái bộ này trời ơi, chứ quần trắng không là hết tiền nha. Chủ yếu em không tính tiền cái áo này, tại cái áo nó ngộ nghĩnh lắm. Tính tiền cái quần thôi. 55.000. Rất là đẹp luôn nha. Vậy mấy chị phối với áo. À lấy tối hôm qua rồi hả chị? Nãy dụ bả hoài rồi, cái nào cũng dụ bả. Trắng của chị Hoàng Phạm. Bộ trắng của chị Hoàng Phạm. Rồi em hết mã trắng. Bộ này lên trên mã sọc riêu đi mấy chị. Sọc riêu em còn size 2, 3, 4.
Lên nhà em mã sọc riêu size 234 nha em nha. Sọc riêu size 234, đồng giá 55, cái nào giá khác em báo nha. Hết trắng rồi mấy chị. Sọc riêu, ok em Kim ơi, vậy không phải chị đâu. Bà kia ở Tiền Giang á, bực mình. Vậy chị chốt cái gì, chị chốt lại giùm em nha, chị em Kim. Rồi lên giờ em mã sọc xanh, à, sọc riêu gì, sọc riêu, sọc riêu. Sọc riêu em còn size 234, 55 ngàn, lên giờ em mã sọc riêu ha. Sọc riêu size 234. Hết cái này em sale qua giống chị bộ thun cô tông. Thun cô tông dẻo 4 chiều, bộ đó em bán 125. Chút nữa xả cho mấy chị 95 ngàn bộ thôi. 95 ngàn bộ thôi nha. Rồi sọc đỏ giùm em luôn mấy chị. Hết trắng rồi mấy chị ơi, hết trắng. Hết trắng nha chị Trang Nguyễn. Rồi lên cho em bộ sọc đỏ. Bộ sọc đỏ cho em nha. Sọc đỏ. Sọc đỏ là giống bộ em mặc á. Rồi sọc đỏ size 2345. Lên nha em mã sọc đỏ. Chị nào chốt mẫu này, chốt combo hai bộ em nha. Một bộ xuống like là em không có chốt đâu đó nha mấy chị, nói trước à. Sọc riêu 3 cho chị Ngọc Phương. Sẵn bóng rộng đang may chắc sắp xong rồi chị Dường Kim. Chắc có thể là tuần sau sẽ có mẫu đó cho mình á. Em đang may. Rồi lên cho em bộ sọc đỏ ha. Sọc đỏ, sọc đen số 2 bé thỏ, combo hai bộ đi nha, một bộ không có đi đơn. Combo hai bộ nha. Rồi, lên số alo cho em mấy chị. Trời ơi, bộ này là hơi xì tinh dâu. Bộ này là cho mấy bé nhỏ nhỏ. Nhỏ tuổi, 50 kg lại cho em vừa. Nói cáo thun không hết tiền rồi mấy chị. À, 50 kg lại cho em vừa nha, 55 ngàn luôn. Chị nào chốt bộ này có con nhỏ, con gái nhỏ hay có cháu người gì mua cho nó mặc. 50kg lại vừa. Lên cho em bộ bộ trắng đi mấy chị. Bộ trắng giùm em nha. Rồi bán cho mấy chị bộ đó 55 luôn. Mấy cái bộ này hơi xì tinh tí. Ai có con nhỏ rồi mua cho con gái mặc mấy chị. Rồi một bộ crop top nè. 55 ngàn. Bộ này chuẩn bị vô mùa mưa lạnh là mặc được mấy chị. Áo kiểu áo cờ laptop gì nè. 50kg lại vừa nha. Rồi 55 ngàn chốt lên trên bộ đen. 50kg lại vừa lên trên bộ đen. Kiểu quần nó là quần, gọi là quần gì ta, quần bo ống, giống như quần choker. Rồi bộ đen cho em 55 ngàn trên bộ đen. Bộ trắng của mẹ Vân nè. Bộ đen giùm em luôn nha. Trắng rồi chị Trang Nguyễn. Mẹ Vân. Bộ em đang cầm là bộ nào vậy chị Dung ơi? Bộ em đang cầm là bộ nào? Rồi ai chốt bộ đen, bộ đen, bộ mặt mã sọc đen thì em nha. Rồi lên cho em tiếp cái bộ này, lên cho em mã vàng phối. Vàng phối em còn size 2, size 3. Vàng phối size 2, size 3 giùm em. Lên cho em bộ vàng phối mấy chị. Vàng phối size 2, size 3 lên mã vàng phối. Rồi lên bộ vàng phối cho em nha. Nó giống bộ riêu phối hồi nãy á. Vàng phối em còn size 2, size 3. Đồng giá 55, giá khác em báo nha chị. Vàng phối giùm em. Rồi bộ đen 55, chị nào chốt lên cho em bộ hồng luôn nha. Nó có 3 màu đen, hồng với lại màu da. Bộ hồng 50kg lại vừa, chốt lên cho em bộ hồng 50kg lại vừa cho em nha. Rồi lên cho em bộ hồng mấy chị. Kiểu áo crop top tay dài. Rồi chốt bộ hồng lên bộ hồng cho em. Bộ đen bộ hồng. Rồi với bộ màu da. Đó, rồi được chưa mấy chị. Em qua sale bộ thun cô tông cho mấy chị nha. Thun cô tông là bán cho mấy chị 95 luôn. Bộ thun 95 ngàn lên đơn rồi em. Bộ hồng 50 cho chị Dung.
bộ hồng 50 cho chị Dung nha. Không phải, ý em nói là có một Nguyễn Em Kim hay Nguyễn Kim Em gì đó bơm hàng em. Nếu phải là chị thì em không bán nữa, còn nếu không phải thì thôi, tại tên nó trùng tên. Em mới hỏi lại là chị lên số alo giùm em để em chết đơn với chị đó ở đâu. Còn không phải thì thôi nha chị, chứ đâu có gì đâu. Tại tên trùng tên mà, sao nhớ hết được. Hồng cho chị Dung rồi, bộ đen cho chị Thu Hiền. Rồi em còn một bộ hồng với một bộ da nữa. Bộ trắng hết rồi chị. Bộ đen của chị Thu Hiền. Rồi đen chị Thu Hiền nha. Bộ em mặc là sọc đen, bộ em mặc là size 2, 3, 4, 5 dùm em nha. Bộ này không có số 1. Size 2 giống chị 50-55kg, em là 44kg. Em đang mặc cái bộ này là size số 2 nè. 50kg đổ lên em, mẫu này không có size 1. Hàng em đang like là xã đồng giá giống chị 55.000 một bộ. Còn bộ màu da với bộ màu hồng chị nào chốt lên luôn em luôn với chị. Màu da nè. Bộ này nó đẹp nha, em mặc còn đẹp nữa. Mấy đứa nhỏ hơn em mặc cũng càng đẹp nữa nha. Sọc đỏ mẹ Vân lấy size mấy vậy chị mẹ Vân? Rồi lấy màu da giùm em. Đổi cái màu da cưng quá để đấy. Vô mùa lạnh em mặc. Rồi lên hàng sale. Đen nó 50kg nha chị. Đen 50kg nha. Cái bộ đen đó là 50kg. Trời ơi bộ này siêu cute lắm á. Đây 50kg mặc thoải mái. Màu da nữa này. Em là 44kg đó, em mặc. Cái này mang cho đôi giày thể thao đi chơi nữa đẹp luôn. Ôi hơi bị sành điệu nha mấy chị. Quốc đôi giày thể thao vô nữa cho em. Thôi cái bộ này em để em mặc. Em nhìn vậy chứ cũng xì tinh dâu lắm. 40 tuổi rồi mà mặc mấy cái mẫu này cũng ok. Đẹp lắm nha. Sọc đỏ 5 cho mẹ Vân. Sọc đỏ 5 cho chị mẹ Vân. Bộ này nó vô mùa lạnh mặc là ok đẹp luôn mấy chị. Mà bây giờ bắt đầu vô mùa mưa rồi, bắt đầu vô mùa mưa, tối đi ra đường là cà phê cà pháo mặc cái mấy cái bộ này là đẹp luôn chứ. Thôi chị, bộ này không bán đâu, bộ này để mặc. Còn bộ hồng đó chị, còn bộ hồng lấy đi. Nói chứ em chốt cho chị Dung bộ này ha. Thấy không, thấy mặc vô là đẹp là chốt liền. Chị An Kim ơi, có gì đâu, không phải thì mình cứ chốt bình thường chị. Còn nếu mà phải là dứt khoát là em không bán thôi, gì đó. Rồi, đi chị Dung. Rồi, lên em đồ này đi với chị. Bộ này hàng xóm là bán tới 180-220 một bộ nha. Em xả giống chị 95.000 một bộ thôi. 95.000 một bộ lên đơn liền mấy chị. Không đẹp là không lấy tiền mấy chị luôn. Sọc đỏ 5 chị Hòa Nguyễn. Chị Hòa Nguyễn có đơn bên em cái đơn nào chưa chị Hòa Nguyễn ơi? Rồi mẫu em mặc nha, thun cô tông dẻo mấy chị, đồng giá 95.000 một bộ. Rồi chị nào chốt bộ em mặc lên cho em mã số 1 đi mấy chị, mã số 1 bộ này size 1. Cho mấy chị 50kg lại vừa nha. Rồi chị nào chốt bộ em mặc lên cho em mã số 1 50kg lại vừa, đồng giá 95.000 một bộ. Chốt lên cho em mã số 1 nha mấy chị. Mã số 1 giùm em nha. Một bộ không đi đơn đâu Tường Vi. Lựa thêm thì em mới chốt được nha. Chứ có một bộ 55.000 đâu có đi đơn đâu mấy chị. Tại vì 55.000 một bộ em chỉ bán cho khách có đơn bà ba để kèm theo thôi. Còn mình chưa có gì hết, mình lấy một bộ 55.000 là em muốn chốt nha. Rồi lên giùm em bộ này.
Bộ này giùm em mấy chị ơi, chốt lên cho em mã xanh giùm em ha. Rồi vậy là chốt bộ này lên cho em mã xanh cho mấy chị 55 kg đổ lại vừa. 50 kg đổ lên, 55 kg là vừa, lên cho em mã xanh. Rồi 50 kg đổ, 55 kg đổ lại, 55 kg đổ lên cho em nha. Rồi mã xanh. Bộ đang mặc theo đồng giá 95. Rồi mã xanh giùm em. Không, bộ em mặc không có size 65 kg, bộ em mặc size nó tầm chừng 5 mấy ký đổ lại à, 5-7-8 ký đổ lại à chị. Rồi mã chữ giùm em, bộ này 57 ký lại vừa nè, 50 ký đổ lên, 57 ký lại vừa, chốt lên cho em mã chữ. 50 ký đổ lên, 57 ký đổ lại vừa, chốt mã chữ. Rồi hai bộ, một đen một tường vi ơi, hai bộ size số 5, bây giờ em lấy cho mình được một sọc xanh với một sọc đen nha. Thường Vy chốt lên số alo giùm em, hai bộ size số 5, một cái sọc xanh một cái sọc đen. Ok thì lên số alo em chốt. Đây nè, cái bộ này nè, lấy cho mình một sọc xanh với một sọc đen. Hết rồi hả chị Hồ Nguyễn? Chị lấy một sọc đỏ một sọc xanh đi chị Hồ Nguyễn ơi, em mới đi đơn được chứ, một bộ 55 ngàn đâu có đi đơn đâu mà chốt chi rồi mất công em nữa. Rồi Tường Vi lên số cho em nha. Tường Vi lên số. Đây sọc đen, sọc đỏ, sọc đen, sọc xanh. Tường Vi lên số cho em. Rồi bộ này lên cho em mã chữ. Chữ nha cả nhà. Mã chữ 50-57 ký cho em vừa. Chốt lên cho em mã chữ. Rồi còn bộ này nữa nè. Bộ này đẹp quá mấy chị. Lên cho em mã bi. Bộ này lên mã bi cho em nha. Rồi chốt lên cho em mã bi. Mã bi giùm em 55 ký lại cho em vừa. Trời ơi cái bộ này đẹp, 55-56 ký đổ lại vừa nha mấy chị. Chốt lên giùm em bộ bi nha. Mã bi giùm em 95 ngàn lên cho em mã bi. Rồi lên mã bi cho em luôn, 95 ngàn. BMA cũng không có size to chị ơi, BMA cũng 57-58 ký hả. Rồi áo bà ba vàng đúng không chị? Ok chị, rồi em tạm ngưng đồ bộ nha, quay lại áo bà ba tiếp nha. Quay lại bà ba tiếp cho mấy chị nè. Áo bà ba vàng là áo màu 5D à, mẫu đó 100 ngàn một áo nha chị nha. Nó có size từ 1-5. Size từ 1-5 cho em. Rồi ai còn xem like chấm like lại cho em đi mấy chị. Lên cho mình áo và ba màu Vinh Hoa 5D 100 ngàn một áo nha. Màu trắng. Chốt lên cho em mã trắng kèm size trắng, em còn đủ size cho mình từ 1-5. Rồi áo này 100 ngàn một áo, quần đen quần trắng 70 ngàn một quần thôi mấy chị. Chốt lên cho em mã trắng. Trắng 1, 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Trắng kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Mẫu em đang like là áo mặc 30 nha chị. Rồi chốt trắng lên trắng nha cả nhà ơi. 100 ngàn một áo em đang like nha. Áo màu in hoa 5D. Rồi trắng size 1, 2, 3, 4, 5. Mẫu này là em còn đủ size hết á. Xanh ngọc giùm em luôn. Lên cho em mã xanh ngọc. Xanh ngọc nha cả nhà. Rồi chị nào chốt xanh ngọc lên xanh ngọc. Bộ nâu tay cách tân hết rồi chị. Chị lấy qua cái màu màu ngói hay là màu vàng đồng gì cũng được. Màu ngói hay màu vàng đồng gì cũng đẹp á. Rồi lên cho em mã xanh ngọc nha. Xanh ngọc kèm size giùm em. Rồi chốt cho em mã xanh ngọc. Màu vàng đồng là màu này nè. Đây chị, bộ này là lên bộ vàng đồng giùm em, bộ này là 165. Một sọc đỏ, một sọc đen size số 5 nha. Rồi ok chị Hòa Nguyễn. Một sọc đỏ. Một sọc đen size 5 đó, hai bộ giữ em chốt chứ một bộ là mất công. Áo em mặc là xanh ngọc, áo em mặc là xanh ngọc nha.
Rồi chị Họ Nguyễn hai bộ. Rồi lên cho em áo em mặc là mã xanh ngọc mấy chị. Xanh ngọc kèm size ở đây 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 đâu rồi, vàng đồng đây chị ơi. Vàng đồng kèm size 1 2 3 4 5 6 cho em nha. Rồi chốt lên cho em mã vàng đồng. Bộ này 165 á chị. Hết đen rồi, mẫu này em cũng hết đen rồi nha. Rồi chốt vàng đồng lên giùm em mã vàng đồng. Size 1 2 3 4 5 6 luôn. Vàng đồng là em còn size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây nè, Nguyễn em tim. Đó làm sao mà nhầm được. Không phải Nguyễn em tim này đúng rồi. Đây cái phiếu nè, em những cái phiếu này là những cái phiếu mà hàng hòn quay về, bị bơm hàng quay về á. Rồi em bóc lên để em cài vô mà em chưa kịp cài nên em không biết là Nguyễn Kim em Kim nào, nhưng mà em Kim này là đúng là chị em Kim bơm hàng em rồi đó nè. Đó, những cái phiếu này bơm hàng đặt hàng từ ngày 20 tháng 4 nè. Hàng tới gọi không có được hoàn về nè, là em mới khui cái hàng hòn ra, em lấy cái phiếu ra để em cài vô. Cài vô chị nào bơm hàng cài vô là nó sẽ hiện lên mà em chưa có kịp cài. Nên em không biết là phải chị không, nhưng mà số alo là đúng là mình rồi đó, không có nhầm đâu. Nói em tức chứ không phải sao, mà không phải, không phải sao hoàn về đây phiếu còn nằm đây, đóng đây là hàng rồi đó. Những cái phiếu này là em bấm ra em chốt hàng gửi đi cho mấy chị này, xong rồi không nhận hàng nó quay về thì em khui ra là nó nằm đây hết. Nên chị nào bơm hàng em rồi là khó khi nào mình mua lại được lắm, trừ khi em quên em không cài vô thôi. Mà một lùi em còn chưa, em bỏ trong bọc em chưa có thời gian để em ép với chị vô sổ đen đó. Bộ bi chị Ngọc Phương bao nhiêu ký vậy chị Ngọc Phương? Bộ bi là bộ này hả chị? Chị bao nhiêu ký vậy? Cái số alo là đúng chị rồi, lên số alo là đúng mình rồi đó, không có lộn đi đâu được hết. Mà cãi được thì nãy giờ em tức, hồi nãy giờ em tức kêu là phải chị mà không phải, lên số alo em chết số alo lại cho em nè. Nguyễn em Kim nè đó, một đơn 450.000, ba bộ đồ không nhận hàng hoàn hàng nè, thấy chưa? Sao mà em nhớ sai được, mà em nhớ là em Kim hay là Kim em gì đó đó, mà nãy giờ vô ngồi cãi em là bơm hàng hồi nào đây. Một đơn nè, ngày 21 tháng 4, đặt hàng là ngày 20 tháng 4, gửi hàng là ngày 21 tháng 4, rồi 2 ngày sau là hàng không nhận quay về. Thấy không? Chứ không phải em nói tào lao đâu. Có đơn, có sản phẩm đàng hoàng. Sao cãi được? Đơn 450 đó chị. Là do em quên cài mình đó, chứ em đã cài mình rồi là em muốn bán hai cái đơn sau cho chị đâu. Đó, cái đơn em mới đưa chị nhớ không? Ba bộ đồ chị đặt 450 không nhận hàng đó. Em không nhớ sai đâu, mà tại vì em chưa có thời gian em cài vô. Nếu mà em cài bây giờ, ví dụ như em cài chị như vậy là không bao giờ chị mua được hàng em nữa nè nha. Nè, ví dụ như giờ em là chị Nguyễn em Kim là không nhận hàng em một lần nha, em vô thông tin này nha. Đó, cái bình thường này là khách hàng bình thường, em chỉ cần em cài vô mình là bơm hàng em thôi.
nha. Nè có chữ bơm hàng này thấy không? Rồi là bữa sau á chị vô chị, tại vì em chưa có cài mình thôi á, là nó sẽ hiện như vậy, là những chị như vậy là em sẽ không bán hàng nữa nè. Nhưng mà bữa giờ em có lưu bu, em chưa có cài đó, nên em không nhớ là em kim hay là kim em gì đó, là bơm hàng em một lần mà làm sao nhầm được. Có nha chị Trương Hằng ơi, sọc đen với lại sọc đỏ có size 2 nha, chứ em đã em mà đã cài rồi là không có hai đơn sao cho chị nhận hàng đâu. Nói thẳng chị một câu vậy mà nãy giờ chị là cứ ngỡ ngỡ kêu không phải chị đâu, mà lên số alo là em y chang chị đây nè, số 4. Hồi nãy chị cho em cái số khác nên em tìm không ra chị đó, chứ cái số của chị là cái số mà lúc mà chị đặt hàng em á là 49474 là năm số cuối, chứ không phải cái số chị cho sau em đâu đó. Khi mà chị cho số 49474 chị cho sau nè, còn lúc đầu chị cho số khác nên em tìm không ra chị đó. Rồi lên cho em màu đỏ đi mấy chị, đỏ kèm size cho em nha, chứ em đâu có nói oan cho mình đâu, một đơn 450 chứ đâu có ít. Em chào chị Hồng Vĩ, cảm ơn chị Hồng Vĩ nha. Cao 1m5853 kg, mẫu em đang like, chị mặc được cho em size số 2, mặc được cho em size số 2 ha. Rồi chị nào chốt áo đỏ lên cho em áo đỏ. Áo xanh này là 90 nha chị, áo lẻ đính đá. Đợi em đưa hết bản màu này em qua áo đó cho nha. Rồi lên cho em màu xanh cớm, màu xanh cớm giùm em. Chị xả bộ tím Huế, chị lấy áo xanh ngọc em đang mặc với một quần len ống rộng. Rồi ok chị Thảo nha, áo xanh ngọc. Với một quần đen. Mẫu em đang mặc là áo 100 quần 70 nha mấy chị. Rồi cho chị Thảo. Rồi xanh cớm giùm em mấy chị ơi, chốt lên cho em mã xanh cớm. Xanh cớm size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi lên giùm em màu tím cà luôn, chốt lên cho em mã tím cà. Quần váy vàng hết rồi chị, đang may nha. Rồi lên cho em màu tím cà đi mấy chị, tím cà kèm size giùm em. Rồi chốt lên cho em mã tím cà, tím cà kèm size cho em nha. Màu vàng tươi cho em luôn, màu vàng tươi là cái áo em đang trên canh đó. Rồi chị nào chốt vàng tươi lên cho em mã vàng tươi. Chị Mai Nguyễn đặt cái gì chị Mai Nguyễn? Số điện thoại dưới là chấm C1 không là mình đặt cái mẫu gì chị? Rồi lên cho em màu vàng tươi luôn. Dạ mẫu này là em đang mặc là bán áo lẻ nha chị, là nó chỉ phối với quần đen hoặc quần trắng thôi chứ không có quần màu nha. Chị thích quần màu thì chị qua những cái mẫu bộ nào mà em treo nó nguyên bộ là có màu quần cho mình hết. Rồi lên cho em màu xanh coban, coban kèm size cho em nha. Rồi lên cho em màu xanh coban, chốt lên cho em mã xanh coban đi mấy chị. Em chào chị Huỳnh Xuyên nha. Rồi xanh coban giùm em, coban đủ size cho em từ 1 tới 5. Mẫu này form nó to thoải mái nên là em không lên size 6 chị, mà 73 kg, 1m58 chị mặc được cho em size số 5 rồi nha. Rồi lên tiếp cho em màu xanh nước biển, màu xanh nước biển. Áo là ba bông quần đen. Dạ áo đó 85.000 một áo chị, áo này đúng không? Rồi áo đó em có 10 bông cho mình nha. Rồi lên cho em màu xanh nước biển, xanh nước biển cho em nha. Xanh em mặc là xanh ngọc. Rồi xanh nước biển kèm size. Rồi màu này lên cho em là màu hồng tươi, màu hồng tươi nha mấy chị nha. Rồi chốt hồng tươi cho em mã hồng tươi, hồng tươi kèm size cho em luôn. Rồi lên giờ em màu hồng tươi kèm size. Rồi màu cuối cùng lên cho em là màu cam, lên cho em màu cam nha. Em mặc lại bộ màu vàng đồng rồi ok chị. Rồi lên giùm em màu cam đi mấy chị, cam kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi em lên lại mẫu bộ vàng đồng nè. Bộ vàng đồng là 165 ha. Rồi ai còn xem like chấm like lên giùm ai một cái nha mấy chị nha.
Bộ vàng đồng em còn đủ size cho mấy chị từ 1 tới 6. Rồi chị nào chốt bộ này lên bộ vàng đồng cho em 165. Bộ màu cách tân quần ống rộng nha mấy chị. Cổ vuông tay lỡ. Rồi chốt vàng đồng lên cho em màu vàng đồng. Vàng đồng kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bộ này có tới size 6 nha. Rồi lên vàng đồng cho em luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Màu vàng đồng mấy chị. Quần dáng quần nó là quần ống rộng xéo nha chị ơi. Là ở dưới nó rộng hơn ở trên á. Ủa chứ chị mở ba hồi trưa mình chốt cái gì rồi mình không lên số cho em chị. Rồi em xuống like rồi bây giờ mình coi cái gì mình chốt cái gì nữa. Chốt mà không lên số vậy hết rồi sao có được. Nhiều chị chốt này xin cái số alo không cho. Rồi không biết chốt kiểu gì luôn. Rồi vàng đồng cho em nha. Em đưa lại bảng màu lượt cho mấy chị nè. Vàng đồng. Rồi bộ này lên giùm em là màu ngói. Chị chốt cái màu gì? Lúc em hỏi chị lên số không lên số. Chờ lâu quá em mới tắt like thôi. Rồi lên cho em màu ngói. Giờ chị bấm lại đi, chị bấm trước đi, năm số đi coi cho nó hiện đi rồi bắt đầu mình chốt nè. Màu ngói cho em nha. Bộ em mặc 165 chị. Rồi màu vàng đồng, màu này lên cho em là màu ngói ha. Ngói kèm size 1 2 3 4 5 6. Màu xanh dương giùm em. Xanh dương em còn size 1 2 4 5 6 hết size số 3. Rồi xanh dương size 1 2 4 5 6 nha. Lên cho em mã xanh dương. Xanh dương size 1, 2, 4, 5, 6. Lên mã xanh dương giùm em. Rồi bộ xanh dương em đang mặc là 165 nha chị. À, em đang mặc là màu gì? Vàng đồng nha. Rồi bộ này lên cho em mã xanh dương 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6 mã xanh dương. Nói hồi nó bị líu lưỡi đó mấy chị. Rồi lên giùm em màu tím. Bộ tím em còn được cho mình size 1 với size 5 thôi mấy chị. 85kg không vừa rồi chị Chí Diện ơi. Màu vàng đồng số 3. Nít cũ. Chị Anh Ly. Hoa hạnh. Chị ơi chị lên số cho em đi. Chị lên số giùm em đi. Nó không hiện trong app rồi. Hoa hạnh lên số alo lại giùm em với. Anh Ly. À, rồi ok anh Ly. Số cuối là 825 phải không chị? Phải không? Phải không? Để em biết em chốt nè. Em chào chị Linh Lê. Em chào chị Linh Lê nha. Vàng đồng số 3. Rồi cho anh Ly ok chị. Rồi cho anh Ly. Tím giùm em nha. Tím em còn size 1 với size 5 bộ tím. Em đưa bảng màu lại vậy rồi mấy chị muốn em mặc màu nào thì mấy chị nói em mặc ha. Giờ là em đưa màu thôi nha. Giờ mặc từng bộ nó mất thời gian lắm. Đầu like thì em còn mặc cho mấy chị mặc qua 1 2 lượt rồi bây giờ em đưa màu thôi nha. Xanh ngọc cho em nè. Xanh ngọc đủ size. 165 một bộ, ship 25 hai bộ thì mới miễn ship nha chị. Hai bộ đổ lên em mới hỗ trợ ship nha. Rồi lên cho em bộ xanh ngọc. Bộ xanh ngọc cho em nha. Bộ xanh ngọc size 1 cho tới size số 6 giùm em mã xanh ngọc. Rồi lên cho em màu cam. Cam màu cam mấy chị. Chốt lên cho em bộ cam. Bộ cam kèm size giùm em. Rồi lên nhà em bộ cam nha. Bộ cam kèm size 1 2 3 4 5 6. Bộ tím hết số 3 rồi chị ơi. Bộ tím không còn số 3. Chị lấy qua cái màu hồng ruốt đi chị. Tím hết số 3 rồi. Tím em còn được 1 với 5. Rồi lên giùm em bộ cam.
Màu nào cũng 165 hết chị Ngọc Ánh. Cùng một mẫu là cùng một giá, nó chỉ khác màu thôi chị. Rồi lên cho em màu cam. Màu cam kèm size giùm em nha. Rồi chốt lên cho em bộ cam. Bộ cam size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lấy cái bộ hồng ruốc đi chị. Là hồng ruốc nè. Tông nó lơ lơ đẹp lắm. Rồi lên cho em màu hồng ruốc. Hồng ruốc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên mã hồng ruốc giùm em nha. Rồi cho em mã hồng ruốc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên cho em màu hồng ruốc nha. Tất cơ cho em chiều cao cân nặng em báo size cho chị. Lên chiều cao cân nặng em báo size cho. Rồi lên cho em màu hồng ruốc đi mấy chị. Hồng ruốc kèm size. Bộ em mặc là màu vàng đồng. Hồng ruốc kèm size cho em nha. Rồi bộ này mấy chị lên cho em là màu đỏ. Chốt lên cho em bộ đỏ mấy chị. Hồng ruốc đẹp lắm, đảm bảo luôn. Em có đăng cái video mặc là màu ruốc á. Rồi lên, lấy em màu đỏ. 1m6 56kg. Chị ơi, bon chen size số 2 không được đâu. Bon chen size số 2 hơi ôm. Hơi ôm thì chịu không, mà số 2 em cũng không còn một tím nữa. Rồi lên cho em màu đỏ. Màu đỏ giùm em nha. Rồi chốt đỏ lên cho em mã đỏ. Đỏ kèm size. 1m50 75kg không vừa rồi chị. 75kg phải cao được cho em trên 1m55 nha. Rồi chốt lên cho em bộ đỏ cả nha. Bộ đỏ kèm size. Rồi bộ này lên cho em là vàng. Tiếp năm như cô Việt Hoa. Trời ơi, bả ở đâu bả rình rình vô vậy không biết. Nãy giờ tưởng mình đi ngủ rồi chứ. Tiếp năm như cô Việt Hoa. Tưởng em ngủ rồi chứ. Rồi lên giùm em màu vàng mấy chị. Bộ vàng giùm em nha. Bộ vàng kèm size. Lên giùm em bộ vàng. Vàng kèm size cho em. Áo xanh phía sau này hả chị. Là màu xanh nó sao ta. Em kêu xanh ngọc nhưng mà nó kiểu như nó nhạt màu hơn màu xanh lá một tông quá chị. Kêu đó xanh ngọc đó. Áo đó 90 nha. Rồi lên cho em bộ vàng với mấy chị. Bộ vàng kèm size. Vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, màu này lên cho em màu cái bộ xanh dương đâu rồi ta. Rồi bộ này chốt lên cho em mã hồng tươi. Mã hồng tươi cho em nha. Hồng tươi kèm size. Rồi lên cho em mã hồng tươi đi mấy chị. Hồng tươi kèm size giùm em 1 cho tới 6 màu hồng tươi. Lên mã hồng tươi cho em nha. Hồng tươi size 1 cho tới size số 6. 165 chị Hòa Lâm. 165 giùm em nha. Rồi chốt lên cho em bộ hồng tươi mấy chị. Xanh dương đâu rồi nhỉ? Lên cho em mã xanh dương. Xanh dương em còn size 245, 2456. Rồi chốt lên cho em mã xanh dương. Xanh dương size 2456. Có màu đen nhưng mà hết màu đen rồi chị Hòa Lâm. Chị 44kg, 1m55 á, Diệu Huyền. Chị 44kg, 1m55 đang mặc là size số 1. Rồi, lên giùm em màu xanh dương nha mấy chị. Xanh dương em còn size 245, 2456 mã xanh dương. 2456 mã xanh dương giùm em nha. Rồi, lên cho em mã xanh dương size 2456. Đen em hết luôn chị. Nâu tay cũng hết, xám cũng hết luôn. Nó có mười mấy màu nhưng mà màu nâu tay, màu đen, màu xám là hết. Rồi hết màu rồi đó mấy chị. Chị em qua áo lẻ nha. Xanh dương 4 cho chị Thảo. Xanh dương 4 cho chị Thảo. À còn một xanh riêu nữa nè cả nha. Xanh dương 5 cho cô Việt Hoa. Rồi dương 5 cho cô Việt Hoa. Chấm like giùm em đi chị ơi.
Màu xanh rêu đâu rồi? Đây nè, xanh rêu nè. Xanh rêu em còn size 1, 2, 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 6. Rồi xanh rêu em còn size 1, 2, 4, 6 mấy chị. Xanh rêu em còn size 1, 2, 4, 6. Nếu chị màu cam size số 6, rồi chị lên số giùm em chị Nguyễn Tiết. Nguyễn Tiết lên số giùm em chị. Rồi màu xanh rêu em còn size 1, 2, 4, 6, mã xanh rêu cho em nha. Xanh rêu size 1, 2, 4, 6. Bộ màu cam gì chốt lúc nãy là bộ nào? Bây giờ nó nằm trong đống đồ rồi sao em lấy được chị? Là cái bộ mà cổ tim 160 đúng không chị Dạ Thảo? Là cái màu đó, bộ đó là màu hồng cam. Là cái bộ này chị phải không? Hồi nãy là chị chốt cái bộ này nè. Là cái bộ như chinh canh đó đúng không? Màu hồng cam. Bộ này nãy em đâu còn số 3 đâu. À, đó đấy chị. Hồi nãy là em chốt chị một bộ này size số 3 nè. Đúng chưa? Bộ này Nguyễn Tiết ơi, Nguyễn Tiết lên số giùm em đi Nguyễn Tiết. Nè, hồi nãy chốt cho chị là bộ này nè chị nè. Là bộ trên canh chị kêu ở vị trí số 1 đúng không? Là bộ này. Rồi ok, chị Nguyễn Tiết lên số alo cho em chưa? Bấm giùm em 5 số, 5 số đi chị ha. Tách ra 5 số, 5 số giùm em nha. Rồi, em qua mẫu áo lẻ. Lên cho mấy chị áo và ba đính đá phối quần đen trắng nha mấy chị. Màu xanh rêu. Lên cho mình áo và ba đính đá một màu phối với quần đen, quần trắng ống rộng cho mấy chị ha. Chị lấy số 5, màu em đang mặc là màu vàng đồng. Rồi mình cho em số alo luôn chị Hòa Lâm. Lên số giùm em luôn chị. Mặc quần trái nữa rồi đó. Hòa Lâm lên số giùm em nha. Nguyễn Tiết ơi, em thấy được 50336. Em thấy được 50336 là còn 5 số nào nữa chị lên giùm em ha. Kim Huỳnh cọc giùm em nha. Trời ơi chị Anh Nguyễn, hồi trưa chị nói chốt cho chị hai màu mà chị không nói size nào hết, em không có biết lấy size nào nên em cứ chưa có chốt chị. Hồng ruốc vàng đồng size số 3. Kim Huỳnh mai nhớ cọc giùm em nha. Hồng ruốc vàng đồng size số 3. Rồi hết vàng đồng 3 luôn rồi chị ơi. Em lấy cho chị được hồng ruốc với ngói được không? Hết vàng đồng rồi. Lấy cho chị được một bộ hồng ruốc thôi, hết vàng đồng. Vàng đồng không có lẽ chị Hồng Phạm, mẫu này em lên là bộ. Rồi chị Nguyễn Tiết, em thấy số chị Nguyễn Tiết nè. Màu vàng bông tím là 100 ngàn một áo nha chị Bảo Ngọc. Kim Huỳnh ơi, em chốt cho chị được hồng ruốc thôi, vàng đồng 3 em hết. Chị lấy màu ngói không? Nó nhạt màu hơn màu đồng một tí. Màu ngói nè. Đây cái bộ màu ngói nè. Em không có bán đồ và ba lụa đâu chị Lan Đòn. Rồi một bộ màu vàng đồng số 5 cho chị Hòa Lâm. Một bộ cam 6 cho chị Nguyễn Tuyết. Chị Hòa Lâm nè. Cam 6 cho Nguyễn Tuyết. Chị Anh Nguyễn hồi chưa chốt hai bộ mà chị không lên cái size giùm em. Bây giờ chị lấy màu gì size gì chị bấm lên còn thì em lấy cho nha. Bảo Ngọc ơi, 62kg cao nhiêu lên cho em cái chiều cao chị. Đây em chiều cao. Rồi nè, còn màu ngói thôi ha. Màu vàng đồng em hết size 3 rồi ha.
Ai chốt màu ngói lên giùm em màu ngói. Ngói kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lên cho em màu ngói nha chị. Màu ngói quá sức đẹp luôn nè. Rồi chị mặc số 3 vừa nha chị Bảo Ngọc. Áo đó chị mặc được size số 3 nha. Thả tim đi mấy chị. Thả tim cho em đi. Rồi lên cho em màu ngói. Màu ngói size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Màu ngói giùm em ha. Chốt lên cho em mã ngói. Rồi ngói 3 cho chị Kim Hùng. Rồi dư 6 cho chị Tuyết. Ok chị. Bộ em mặc lên cho em mã ngói ha. Chị Kim Tuyết mình bao nhiêu ký vậy chị Kim Tuyết ơi? Em mua cái áo vàng phía sau. Nia ơi em bao nhiêu ký cao bao nhiêu? Em bao nhiêu ký cao bao nhiêu? Lên chị coi thử mặc sao nào nha. Rồi riêu 6 cho chị Nguyễn Tiết. Rồi bộ màu riêu bây giờ hiện tại là em còn cho mình được size 1 và size 2 thôi mấy chị. Bảo Ngọc ơi, Bảo Ngọc lấy cái áo vàng đó đúng không? Ok. Hết nâu rồi chị Chính Giáp ơi. Màu nâu là hết luôn. Bảo Ngọc lấy áo vàng đó phải không? Bảo Ngọc phải nói phải giùm em nha. Số 3 vàng bông tím cho chị Bảo Ngọc. C3 là 55-60kg đó nè. Cao cao xíu thì được 62kg. Rồi áo vàng ha. Đây. Màu vàng tươi. Vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 dùm em. Lên cho em màu vàng. Vàng cho em nha. Rồi vàng kèm size dùm em. Cái này là bông chân nghe mấy chị. Bông chân ở dưới lai áo và ở tay áo luôn. Đó, em đi cả bên tay áo cho mình luôn. Rồi, Nia lên số alo dùm chị nha. Chị nào chốt áo vàng lên áo vàng dùm em ha. Áo vàng size 1 cho tới size số 5. Lên dùm em áo vàng mấy chị. Đây. Rồi vàng size 1 cho tới size 5 giùm em. Nia lên số giùm em nha, giùm chị nha. Rồi em lên cho mấy chị áo lẻ và ba màu đính đá. Áo này 90 ngàn một áo. Áo vàng em đang in lên là 5D là 100 ngàn một áo. Áo này là áo áo đính đá nha mấy chị. Nia chưa thấy số nha, bấm số lên giùm chị nha. Rồi áo em mặc 90 ngàn một áo màu hồng tươi. Vậy là chốt hồng tươi lên mã hồng tươi kèm size giùm em ơi. Hồng tươi kèm size giùm em mấy chị. Lên cho em mã hồng tươi. Nia đâu rồi người đẹp ơi, em chưa thấy số của Nia nha. Chất thun co giãn hết đó mọi người, em không có bán chất lụa. Chất lụa nó mất tiền mà nó khó bán lắm. Nó cao tiền mà khó bán lắm. Rồi chị là chốt hồng lên hồng cho em nha. Hồng tươi. Hồng tươi kèm size. Không có đen trơn chị Nguyễn Tiết. Áo này em có màu đen nè. Nhưng mà có tới size 5 thôi. Mẫu này em có tới size số 5 thôi. Không biết mình bao nhiêu ký. Rồi lên nhà em màu xanh coban. Đơn chị Thanh Phượng gọi chốt chưa chị? Chốt rồi là hàng đi rồi. Chốt rồi là hàng đi rồi nha. Rồi áo xanh coban dùm em. Áo xanh coban kèm size cho em 1, 2, 3, 4, 5. Màu xanh coban. Rồi lên cho em màu tím cà. Tím cà mấy chị ơi nha. Lên cho em màu tím cà nha. Rồi tím cà đi mấy chị. Tím cà kèm size. Rồi chốt cho em mã tím cà. Tím cà giúp em nha. Màu tím cà. Màu này lên cho em. Đây cái màu xanh em chơi trên canh là màu xanh. Xanh này cứ em kêu là xanh ngọc nha mấy chị. Rồi lên màu xanh ngọc giùm em ha. Xanh ngọc kèm size. Nia ơi Nia bấm bỏ số 0 đầu đi. Lên 9 số sau giùm chị nha. Rồi lên cho em màu. Áo vàng phía sau còn màu nào không còn chị. Nó có 10 màu. Mẫu nào em cũng có 10 màu đổ lên hết á. Rồi chị nào chốt màu này lên giùm em là màu xanh ngọc. Xanh ngọc nha.
Rồi em chuẩn bị xuống like đó, chị nào chốt thêm gì nữa lên đơn liền giùm em luôn. Rồi hồng cánh sen cho em, hồng em mặc là hồng tươi nè. Hồng này lên cho em màu hồng cánh sen đi mấy chị. Hồng cánh sen kèm size. Gọi hồi chiều là hàng gói rồi luôn đó chị Thanh Phương. Hàng gói rồi đi rồi á. Chị có đặt thì đi đơn mới. Rồi lên giùm em màu hồng cánh sen. Ok ni em một vàng số 3 nè. Rồi ni e ái mặc lên em mã hồng tươi cho xem tiếp bảng màu vàng. Dạ rồi nha, mỗi màu vàng lên lại bảng màu vàng. Bảng màu này thì đẹp lắm, màu tươi không ạ. Em mặc màu đỏ đi. Áo mặc là hồng tươi người đẹp ơi, hồng tươi hồng tươi. Rồi áo này lên cho em màu đỏ, cái mẫu giống màu vàng á. Chốt đỏ lên đỏ như này. Lên cho em màu đỏ nha mấy chị. Rồi đỏ kèm size giùm em nha. Chốt lên cho em mã đỏ. Đỏ kèm size 1, 2, 3, 4, 5. Lên màu đỏ cho em. Đỏ 1, 2, 3, 4, 5. Rồi xanh ngọc. Xanh ngọc kèm size lên cho em mã xanh ngọc mấy chị. Rồi chốt xanh ngọc lên nha em màu xanh ngọc. Xanh ngọc cho em nha. Lên mã xanh ngọc giúp em luôn. Cái bông to mà nó thưa thưa rồi mấy chị mặc lên dáng đẹp lắm nha cả nhà. Đó. Rồi lên giùm em màu xanh ngọc. Màu trắng. Màu trắng cho em nha mấy chị. Lên cho em mã trắng. Rồi chốt màu trắng. Đi rồi chị Thanh Phượng. Hàng của mình đi rồi chị. Chốt thì đi đơn mới cho em nha chứ không dồn đơn được. Rồi lên giùm em màu trắng. Màu trắng quá xinh đẹp luôn mấy chị. Trắng đủ size cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ê, 1, 2, 3, 4, 5. Chị đi ép ơi. Chị đi ép chính đặt đại hàng hồi nào chị ha. Lên cho em màu trắng. Rồi màu tím cà. Trắng 3 cho ni e. Lên cho em màu tím cà nè mấy chị. Em mặc là đỏ. Em đang mặc là đỏ tươi. Rồi áo tím cà đi cả nhà. Tím cà cho em nha. Chốt cho em mã tím cà. Trắng 3 cho chị Hùng Phát. Rồi trắng 3 chốt chị Hùng Phát. Mình lấy đi đơn sau chị. Chứ bây giờ hàng gói rồi mà. Hàng của chị chốt hồi chiều là đóng đơn kịp shipper cho đi hàng luôn hả. Tím cà, tím cà. Tím cà kèm size giùm em nha. Lên cho em mã tím cà. Rồi xanh cớm giùm em luôn. Lên cho em mã xanh cớm. Màu xanh cớm. Ba cái trắng vàng dưới tím. Dưới tím cà. Rồi tím cà 3. Tím cà 3 cho Nie. Dạ mẫu này em không có size 6 chị. Chị cho em cái chiều cao cân nặng em coi thử chị mặc số 5 có được không nha. Rồi lên giùm em màu xanh cớm đi mấy chị ơi. Xanh cớm giùm em. Xanh cớm kèm size. Lên cho em mã xanh cớm. Màu cam luôn. Màu cam cũng rất đẹp nè mấy chị. Lên cho em mã cam. Cam kèm size. Rồi lên giùm em màu cam. Màu cam giùm em nha. Mẫu 5D đa số là màu tươi thôi chị. Tại vì cái mẫu 5D mấy chị biết sao không? Mẫu 5D là hai lớp. Lớp trong mấy chị thấy nó màu trắng như này nè. Ở trong nó màu trắng. Mà lên những cái màu tối như màu đen, màu tím đậm, thì cái vằn trắng ở trong này nó sẽ theo cái đường chỉ nó lộ ra ngoài. Nên những cái đường chỉ may nè mấy chị thấy không? Mấy chị sẽ thấy trắng hai bên này rất là nhiều nữa, nó rất là xấu. Nên là mấy chị thường thấy
cái màu 5D không bao giờ lên màu tối hết á. Rồi lên giùm em là màu cam. Màu cam cho em nha. Rồi màu hồng. Màu hồng tươi. Màu hồng tươi ha. Chốt lên cho em mã hồng tươi. Hồng tươi kèm size mấy chị. Hồng tươi kèm size. Rồi lên tiếp cho em màu màu vàng, hồi nãy em lên rồi đúng không? À, chị nào chưa thấy màu vàng đó là màu vàng cho em nha. Màu vàng. Xong rồi này em nghỉ nha mấy chị. Xong mẫu này em nghĩ nha, xanh nước biển giùm em luôn. Cho em màu xanh nước biển. Rồi xanh nước biển nha. Xanh nước biển kèm size. Rồi chốt cho em mã xanh biển nha mấy chị. Xanh biển kèm size giùm em. Xanh biển kèm size. Rồi màu cuối cùng lên giùm em màu xanh coban ha. Xanh coban cho em nha. Rồi em nghỉ nha. Cảm ơn mấy chị mình nhiều. Nay nghỉ sớm một bữa nha mấy chị. Hẹn mình trưa mai nha. Trưa mai 12 giờ nha. Gặp nhau tiếp tục. Rồi chốt lên cho em màu xanh coban. Xanh coban nha mấy chị ơi. Rồi cảm ơn mấy chị mình nhiều nha. Em xuống like. Bye bye cả nhà.